Một người đàn ông đang đi trên đống đổ nát, vừa đi vừa nghĩ trận chiến của các thợ săn quỷ chắc hẳn là rất khốc liệt nên mới thành ra như thế này. Khi mà anh ta đi tới một chỗ khuất người thì phát hiện nhóm Tanjiro đang khoác vai nhau. Bọn họ đã kiệt sức sau khi đánh nhau với Thượng Nguyệt Lục. Ở nhà ngài Kagaya cũng rất vui mừng vì cuối cùng sau 100 năm cũng có tiến triển. Ông cho rằng đây là một điểm báo, có lẽ sẽ không lâu nữa họ sẽ chạm đến tên Muzan độc ác kia. Ở một nơi khác, các bóng đèn đã bắt đầu được thắp sáng. Một con quỷ với con mắt có chữ thượng đã được triệu hồi tới đây, Akaza liền nhận ra nơi mình đang đứng là dị không gian vô thành hạn. Nếu được đưa tới đây thì tức là đã có một thượng nguyệt bị hạ bởi diệt quỷ đoàn, ở bên cạnh có một con quỷ chui ra từ chiếc bình. Nó rất vui vì đã 90 năm rồi giờ mới được gặp lại Akaza. Con quỷ này tên là Gyoko Thượng Nguyệt Ngũ, ở gần đó lại tiếp tục xuất hiện thêm một tên kỳ lạ. Hắn ta khóc lóc sợ hãi rồi đếm số linh tinh, tên mang khuôn mặt kỳ dị này chính là Thượng Nguyệt Tứ. Han Tế Ngự, thấy không có ngài Muzan ở đây, Akaza liền hỏi nữ tỳ bà. Cô ta đánh một tiếng đàn rồi trả lời rằng ngài ấy chưa tới vì có việc bận. Akaza tiếp tục hỏi về Thượng Huyền Nhất. Hắn tưởng rằng người bị giết vừa rồi là ông ta, đột nhiên đèn tắt đi. Xuất hiện thêm một tên với nụ cười quỷ dị gọi Akaza là ngài. Hắn đặt bàn tay lên vai anh khiến cho Akaza cảm nhận được sức ép. Tên này chính là Thượng Nguyệt Nhị nêm là Đậu Má. À nhầm, Duma. Sau khi chào hỏi các con quỷ khác thì liền bị Akaza đấm cho một nhát vào mặt. Tuy nhiên vết thương đã liền lại ngay sau đó. Hắn ta khen cậu đã mạnh hơn trước kia khiến cho Akaza tức nổi gân. Ngay lúc này, nữ tỳ bà đã thông báo rằng ngài Thượng Nguyệt Nhất đã tới. Sau tấm màn che kia là một người đàn ông tóc dài. Ông ấy kêu rằng mình vốn dĩ đã ở đây rồi và ngài Muzan cũng đã tới. Ở gần đó, Muzan đã xuất hiện cùng với chiếc ống nghiệm và vài giọt máu. Duma lúc này cũng đã chào hỏi Muzan rồi tỏ ra vẻ tiếc nuối vì một Thượng Nguyệt do mình giới thiệu đã bị tiêu diệt. Hắn ta kêu rằng mình sẽ móc mắt ra để chịu tội, thế nhưng Muzan thì lại không cần tới thứ kinh tởm đó. Biết chắc rằng Gyutaro sẽ sớm có ngày bị đánh bại bởi vật ngáng đường là nhỏ em gái Daki. Muzan cho rằng nếu như Gyutaro chiến một mình ngay từ đầu thì đã có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên mọi việc giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Muzan không còn kỳ vọng gì ở các Thượng Nguyệt. Duma cho rằng lời đó là sai vì mình chưa từng làm gì xảy ra lỗi cả. Muzan bắt đầu lôi các vấn đề nhức nhối của mình ra. Thứ nhất là chưa tiêu diệt được gia tộc Ubisiki. Thứ hai là vẫn chưa tìm được hoa bỉ ngạn xanh. Muzan đang thắc mắc tại sao qua 100 năm rồi nhưng vẫn chưa thể tìm thấy được. Nhiều lúc hắn phải tự hỏi bản thân tại sao các Thượng Nguyệt lại tồn tại. Muzan tức giận khiến cho tất cả đều im lặng, duy chỉ có Thượng Nhất lên tiếng. Ông cho rằng gia tộc Ubisiki là bậc thầy ẩn thân. Duma thì lại tự biện minh cho mình là do hắn không có khả năng trong việc truy tìm. Thượng Ngũ thì kêu rằng mình đã tìm ra một thông tin gì đó rất quan trọng. Thứ sẽ giúp họ tiến gần hơn đến mục tiêu. Ngay lập tức, chiếc đầu của Thượng Ngũ đã nằm gọn trên tay Muzan. Hắn ta nói ra các chân lý của một con quỷ đứng đầu, sau đó là dặn tất cả Thượng Nguyệt phải tự thúc ép bản thân mình làm hai nhiệm vụ kia một cách nhanh hơn. Nói rồi Muzan rời đi ngay lập tức, Thượng Ngũ thì đang tỏ vẻ vui sướng khi được chủ nhân sờ đầu. Duma lại gần hỏi vì muốn biết được thông tin mà Thượng Ngũ vừa nói, trong lúc đang nài nỉ ỉ ôi thì bị ăn một vả của Akaza. Hắn kêu Duma nên nghe lời Muzan và cút đi, đột nhiên một cánh tay của Akaza bị chặt đứt. Đằng sau là Thượng Nguyệt Nhất. Những lời nói của ông ta có áp lực cực mạnh khiến cho Akaza cũng phải rén. Kokoshibo cũng không quên nhắc lại điều lệ cũng như việc xáo trộn cấp bậc. Điều này khiến cho ông thấy không hài lòng chút nào. Nếu như Akaza không phục thì hãy quyết đấu phân cấp. Tuy nhiên Duma lại cho rằng cho dù có thách đấu thì Akaza cũng không bao giờ thắng nổi hai người họ được. Duma vốn dĩ đã trở thành quỷ sau Akaza thế nhưng mà lại được thăng tiến sớm hơn. Có vẻ như đó chính là lý do mỗi lần gặp nhau Akaza đều khó chịu. Duma cũng kêu rằng cú vả khi nãy là mình cố tình để bị chúng cho vui thôi chứ không phải là không né được đòn đó. Sau đấy tất cả đều đã bị chuyển đi. Ở một nơi nào đó, một người giống như bố của Tanjiro đang đón tiếp một vị khách. Ông ấy kêu rằng mình uống xong cốc trà này thì sẽ rời đi luôn vì ăn trực ở đây mãi cũng không phải là chuyện hay ho gì. Tuy nhiên bố của Tanjiro vẫn cố thuyết phục ông ấy ở lại vì là ân nhân đã cứu cả gia đình mình. Nếu không có ngài ấy thì chắc chắn nhà họ sẽ bị quỷ tấn công và những đứa trẻ cũng sẽ không bao giờ được chào đón thế giới này. Khi thuyết phục không được thì bố của Tanjiro đã kêu rằng chi ít hãy để lại tên để mình sẽ truyền lại nó cho thế hệ con cháu biết, nhưng ông ấy lại từ chối. Bố của Tanjiro nói tiếp là hãy để cho gia đình mình nối dõi hậu bối, tuy chỉ là kẻ bán than hèn mọn, đương nhiên là ngài ấy vẫn từ chối. Sau đó nói những kẻ có công luyện võ đều có cùng định mệnh, ngay cả khi thời đại có thay đổi thì dù có phải đi một con đường khác cũng nhất định sẽ trở về cùng một nơi. Ông biết rằng trong mắt bố của Tanjiro thì mình là một người đặc biệt, tuy nhiên mọi chuyện không phải vậy vì ông đã không thể tự bảo vệ được những thứ quan trọng của mình. Vì vậy mà Iorichi mới không tiết lộ ra tên của ông, hình bóng đó dần mờ nhạt. Trong tiềm thức của Tanjiro vô cùng buồn bã rớt nước mắt, hóa ra đó chỉ là mơ.
ở bên cạnh một bình hoa đã vỡ, phía trên là ca lao. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tanjiro đã tỉnh, sau đó chạy tới gần giường và giải thích cho cậu hiểu mọi thứ. Tanjiro đã hôn mê suốt 2 tháng sau trận chiến với Thượng Nguyệt. Ở hành lang, một người thuộc đội dọn dẹp tên là Goto. Ông này cũng từng có mặt ở hội trụ cột, cũng chính là người nói câu định ngủ cả ngày hả mau dậy đi. Vì duyên trời định nên nó đã kéo Goto lại với nhóm Tanjiro, và anh ấy cũng chính là người đã tìm thấy nhóm Tanjiro và bạn của cậu ở kỹ viện trấn 2 tháng trước. Goto nghĩ rằng nhóm Tanjiro rất thân thiết vì khi ngất cũng có một tư thế rất kỳ. Goto cũng vô cùng ngưỡng mộ họ vì đã trở thành các thợ săn quỷ kỳ cựu khi còn rất trẻ. Trên tay anh ấy là món bánh bông lan thượng hạng nhập từ bên Dubai về. Goto đang phải ngăn cản bản thân ngấu nghiến chiếc bánh này. Vì Tanjiro vẫn đang còn hôn mê nên đây sẽ là món quà thăm bệnh của mình. Anh nghĩ rằng Tanjiro sẽ sớm tỉnh dậy khi mùi thơm của nó tỏa ra. Khi tới nơi thì thấy chiếc bình hoa vỡ trước cửa. Trong đầu Goto liền suy nghĩ rằng cái con bé kia chẳng làm ăn gì ra hồn cả. Tuy nhiên vì ca lao cấp cao hơn nên Goto đã phải tự mình dọn đống vỡ vụn này. Sau đó là nói mình sẽ để bánh bông lan này xuống và nếu thấy nó hỏng thì ca lao có thể ăn trước. Tanjiro nói tiếng cảm ơn. Điều này khiến cho Goto ngạc nhiên rồi đánh rơi chiếc đĩa. Sau đó hét lớn la mắng ca lao vì đã không thông báo việc này cho ai. Đúng là woman, dù có là cấp trên thì anh đây cũng không thể nào tha thứ cho sự ngốc nghếch này. Sau đó là lấy hơi gọi mọi người tới vì Tanjiro đã tỉnh. Ba cô bé luyện tập cùng Tanjiro lúc trước đã vô cùng cảm động khi thấy cậu tỉnh dậy. Chúng còn mang cả bánh đậu đỏ tới để làm quà mừng cho Tanjiro. Ở ngoài hành lang tiếp tục xuất hiện thêm một tên nào đó trùm trên đầu chiếc khăn. Sau đó lao vào phòng bệnh khiến cho mọi người sợ hãi vì tưởng ma. Tuy nhiên đó chỉ là Aoi, vì quá vội tới đây nên đã vướng phải đồ phơi. Aoi vô cùng cảm ơn Tanjiro vì đã giúp mình đi hoàn thành nhiệm vụ đó. Cô cũng cảm thấy may mắn khi còn có thể thấy cậu tỉnh dậy. Sau đó Tanjiro hỏi về tình hình các người bạn của mình, được Goto cho biết là nhóc tóc vàng hôm bữa vì đã tỉnh trước nên phải đi làm nhiệm vụ. Bị thương nhẹ nên Zenitsu đã tỉnh lại sau mấy ngày chữa trị, còn Âm Trụ thì đã đi theo ba cô vợ của mình. Đội dọn dẹp vô cùng hốt hoảng khi thấy Âm Trụ vẫn đi được trong khi cơ thể đầy thương tích, Inosuke thì bị dính độc. Cơ thể cậu ấy cũng ở khắc thập tử nhất sinh. Nghe thấy vậy Tanjiro tưởng rằng mình đã bị ảo giác vì đang nhìn thấy Inosuke đu trên trần nhà. Mọi người ngước lên thì mới hú hồn hét lớn. Trải qua bao nhiêu năm chung sống nhưng Inosuke vẫn nói nhầm tên của Tanjiro thành Tanpachiro. Sau đó cậu nhảy xuống giường rồi kêu mình đã tỉnh dậy trước Tanjiro 3 ngày. Cậu hay tin tất cả mọi người đều an toàn thì vô cùng mừng rỡ. Sau đó một cô bé cầm ra quyển sách giới thiệu với Tanjiro một loại thú vật. Con này nước ngoài hay gọi là lửng mật. Nó có da cực dày như áo giáp sư tử cắn cũng không hề hấn gì. Vì có khả năng kháng độc nên có thể ăn được cả thịt rắn luôn. Shinobu cũng đã bảo Inosuke giống như con lửng mật này. Inosuke thì tóm tắt lại mọi chuyện là mình bất tử. Khi bị Goto trêu là đồ ngu thì cậu đã sừng cổ lên đòi đánh nhau. Vì thấy quá ổn nên Kalao đã hét lớn kêu mọi người im lặng để cho chồng mình ngủ. Vì quá mệt nên Tanjiro lại tiếp tục giấc ngủ của mình mặc cho tiếng ồn xung quanh. Mọi người cũng mong anh bình phục thật nhanh để ăn cháo do Kalao nấu. Tối đến, một con mèo đang run rẩy đứng trên cây nhìn Tanjiro ngủ. Có vẻ như Tamayo cũng rất mừng vì thấy cậu vẫn còn sống. Một tuần sau, Tanjiro đã có thể đứng dậy. Goto khi đi viễn chinh nhận được tin Tanjiro đã tỉnh thì cũng vô cùng ngạc nhiên với tốc độ hồi phục như quái vật vậy. Inosuke cũng đã hoàn toàn bình phục và đi làm nhiệm vụ. Zenitsu ở một nơi nào đó rất lạnh bao phủ toàn tuyết. Cậu đang kêu gào đòi về nhà vì ở đây rất cô đơn. Tanjiro vì vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên phải tập luyện hàng ngày. Trong lúc các cô bé giúp đỡ tập luyện thì Tanjiro đã hỏi về thanh kiếm mới của mình đã tới chưa. Hai cô bé kia đều giật mình và hỏi Tanjiro có muốn đọc bức thư do thợ rèn Haganizuka gửi không. Khi đọc nó thì cậu mới hú hồn vì trong đó viết là không có kiếm và ba chữ không tha thứ, nguyền rủa, căm thù. Đã 2 tháng trôi qua và không hề có thanh kiếm nào được gửi tới cả. Một cô bé liền gợi ý cho Tanjiro hãy tới làng thợ rèn để nhờ làm lại thanh kiếm. Khi biết là mình có thể tới đó thì đã ngay lập tức lên đường. Người đưa Tanjiro tới đấy là một cô gái. Sau khi giới thiệu xong thì cô ấy đưa cho Tanjiro một chiếc khăn kêu cậu bịt mắt và tai lại. Lý do làm vậy vì đường tới đó là một bí mật. Hơn nữa là cô ấy sẽ cõng cậu trên lưng. Vì Tanjiro có khứu giác nhạy nên cô ấy đưa thêm 2 cái nữa để bịt luôn mũi vào. Giới thiệu một chút về làng thợ rèn cho các bạn hiểu. Nó là nơi rèn ra những thanh kiếm diệt quỷ Nichirin. Là một nơi cực kỳ quan trọng với sát quỷ đoàn. Chính vì thế mà tung tích của nó được giữ vô cùng kín đáo để tránh bị quỷ tấn công. Không ai biết nó ở đâu cả, chị gái này cũng thế. Sau mỗi quãng đường thì Tanjiro sẽ được chuyển cho một người khác cõng. Các Kakushi và quãng đường cũng được luân phiên và thay đổi liên tục. Những con quạ cũng không ngoại lệ. Dinh thự của chúa công cũng được che giấu một cách tỉ mỉ như vậy có khi còn hơn. Đúng là người thông minh luôn có lối đi riêng. Tanjiro tháo chiếc khăn ra vì đã tới được làng thợ rèn.
Đây quả thực là một cái làng nhỏ vì chỉ có mấy ngôi nhà. Tanjiro đi được một đoạn thì phát hiện ra có mùi suối nước nóng. Kukushi ở bên cạnh cũng kêu cậu hãy đến đó thư giãn vì suối nước nóng có thể hồi phục thể lực. Nhưng trước tiên là họ sẽ phải tới chỗ của trưởng làng để chào hỏi ông ấy. Tanjiro chào tạm biệt Kukushi đã giúp mình tới đây. Vô tình nói quá to lên ở trên núi luyến trụ cũng đã nghe thấy. Có thêm người tới đây khiến cho trái tim của Mitsuri đập nhanh hơn, chuyển cảnh tới chỗ trưởng làng. Ông ấy có cái tên dài vãi cả trưởng, Tetsuji Kawahara Tetsuchin, tuy người nhỏ bé thế nhưng lại là người vô cùng quan trọng của làng thợ rèn. Tanjiro chào hỏi ông và giới thiệu tên mình, sau đó cậu được mời món gì đó nhìn như cước. Tanjiro cầm lên ăn ngấu nghiến khen ngon, trưởng làng cũng báo thông tin về người rèn kiếm của Tanjiro. Anh ấy đã mất tích và hiện tại mọi người vẫn đang truy tìm, tên của người đó là Hotaru. Tanjiro khi biết được tên thợ rèn của mình thì cảm thấy nó thật dễ thương. Ông cũng kể rằng thằng bé từ nhỏ đã nóng tính như vậy. Nó đã gây hấn với mình chỉ vì đặt cho cái tên quá dễ thương. Tanjiro cho rằng là tại mình làm gãy kiếm mới dẫn tới chuyện Hotaru bỏ đi. Tuy nhiên điều này đã bị trưởng làng bác bỏ. Ông cho rằng thanh kiếm bị gãy là do Hotaru đã rèn ra thanh kiếm dởm và chưa đạt tiêu chuẩn. Trưởng làng cũng không quên kêu rằng mình sẽ cử người khác làm thợ rèn thay cho Hotaru. Sau khi chào hỏi xong thì Tanjiro được dẫn đi tới suối nước nóng. Trên đường đi cậu đã được thấy cảnh các thợ rèn tinh luyện sắt. Tanjiro cảm ơn vì nhờ có những người này mà quân đoàn diệt quỷ mới có kiếm để dùng, từng quá trình được làm ra vô cùng tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Sau đó Tanjiro cũng được giới thiệu về lợi ích của việc tắm nước nóng, nó có vô cùng nhiều đặc tính chữa trị. Ví dụ như cắt, trĩ, bỏng, táo bón, nứt hậu môn, vân vân mây mây. Nói tóm lại là rất tốt nên Tanjiro hãy cứ thưởng thức nó. Đột nhiên, có tiếng hét kêu lên, đó chính là luyến trụ, cô đang chạy xuống với bộ ngực bồng bềnh. Tanjiro hốt hoảng kêu chị đi chậm lại vì bộ ngực kia sắp gớt ra ngoài. Sau đó liền lấy áo ngoài che lại cho luyến trụ. Mitsuji khóc lóc kêu rằng mình mới bị làm lơ ở trên kia. Chị ấy cũng không biết tên cậu ta là gì nhưng khi Mitsuji chào hỏi thì đã bị bơ. Cô cũng không ngờ là mình lại bị như vậy trong khi đang mang chiếc trụ cột. Để an ủi Mitsuji thì Tanjiro đã kêu sắp có món cơm nấm. Những lời an ủi đó dường như đã có tác dụng với luyến trụ. Mitsuji liền vui vẻ vừa chạy vừa hát vì tối nay có món cơm yêu thích. Tanjiro đã lên tới chỗ suối nước nóng. Đột nhiên có một chiếc răng bay vào người cậu. Hóa ra đó chính là tên đầu cắt moi lần trước gặp mặt ở hội tuyển chọn. Cậu ta tên là Shinazugawa Genya. Vừa được nhắc đến tên thì Genya quay ra và bảo đi chết đi. Tanjiro không quan tâm mà đã lột quần áo ra và nhảy xuống suối nước nóng. Sau đó giơ tay lên rồi hỏi Genya có phải là anh em với phong trụ không. Cậu ta liền túm đầu Tanjiro dúi xuống nước. Chẳng hiểu tại sao chỉ làm quen thôi mà cũng bị ghét. Tối đến Tanjiro và Mitsuji đã cùng nhau dùng bữa. Thấy có vẻ như luyến trụ bị bỏ đói mấy năm rồi hay sao ấy mà tôi thấy cô ăn vô cùng nhiều. Tanjiro cũng kể tên Shinazugawa Genya cho Mitsuji biết. Nếu họ như vậy thì chắc chắn là em của phong trụ rồi. Thế nhưng anh ấy lại bảo với luyến trụ là mình không hề có em trai. Chắc là tại không hợp với nhau, Nezuko lúc này cũng chui ra. Mitsuji cũng vô cùng dịu dàng tươi cười chơi cùng với Nezuko. Genya cũng không tới đây dùng bữa. Luyến trụ nghe người làng kể rằng cậu ấy không bao giờ ăn cơm. Có vẻ như đã mang theo thứ gì đó cho riêng mình. Tanjiro nghe vậy thì đã kêu mình sẽ mang cơm nắm tới đó cho cậu ấy. Nhìn khung cảnh lúc này vô cùng hạnh phúc, cứ như cặp vợ chồng trẻ đang đi nghỉ dưỡng vậy. Tanjiro lúc này đã hỏi lý do mà Mitsuji gia nhập vào diệt quỷ đoàn. Cô ngại ngùng xấu hổ rồi trả lời lý do vào là để tìm ý chung nhân. Cô cho rằng đứa con gái nào cũng thế vì cần tìm người mạnh hơn mình để bảo vệ, mà người mạnh thường là các trụ cột nhưng lại rất khó gặp. Chính vì thế mà Mitsuji đã tự mình leo lên trước đó để có thể gặp họ thường xuyên hơn. Tanjiro nghe lời giải thích xong thì đơ hết cả người. Ba người khi tới phòng Genya thì lại không thấy cậu ta đâu. Lúc này một Kukushi đã tới để thông báo với Mitsuji việc thanh kiếm của cô đã được mài xong. Luyến trụ cần phải tới đó để tinh chỉnh lần cuối trước khi nó hoàn thành. Nezuko nghe vậy thì mặt buồn thiêu cố níu chị lại. Tuy nhiên cô ấy đã quyết định sẽ đi tới đó trong đêm nay. Mitsuji cũng động viên Tanjiro rằng tuy không biết là họ có còn sống sót gặp lại nhau không nhưng hãy cố gắng nhé. Tanjiro đã từng đối mặt với Thượng Nguyệt và nó là kinh nghiệm vô cùng quý giá. Chẳng có thứ gì quý giá hơn việc kinh nghiệm được tiếp thu trực tiếp. Nó có thể ngang với 5 hoặc 10 năm khổ luyện. Mitsuji khen Tanjiro hiện tại là cậu đã mạnh hơn rất nhiều so với ngày xưa. Cuối cùng là nói to Kanroji Mitsuji sẽ luôn ủng hộ anh em nhà Kamado cho dù có chuyện gì xảy ra. Tanjiro cũng không vì thế mà tự mãn. Cậu kêu rằng chiến thắng đó là của anh âm trụ nhường lại cho mình và cậu vẫn sẽ cố gắng tập luyện để sớm có ngày đánh bại được Muzan khi Mitsuji biết Tanjiro sẽ ở lại đây dài ngày. Cô đã chạy tới và kể với cậu rằng ở trên núi có một vũ khí bí mật có thể giúp Tanjiro mạnh hơn, sau đó liền chào tạm biệt rồi rời đi. Sáng hôm sau,
Vì không khí quá trong lành nên Tanjiro đã ra ngoài để vận khí. Bữa sáng của cậu vô cùng đa dạng và ngon miệng. Được người dân cho biết tất cả các món này đều là của nhà chồng được nên cậu hãy cứ tự nhiên như ở nhà, nhưng đừng quên mình là khách. Anh ấy truyền lại lời nói của trường làng là ông ấy sẽ liên lạc lại với Tanjiro khi tìm được Hotaru. Tanjiro bắt đầu dùng bữa. Cậu nói chuyện với Nezuko. Tuy biết đây là quãng thời gian nghỉ thế nhưng vẫn muốn lên núi để tìm vũ khí bí mật mà Mitsuri nhắc tối qua. Và thế là khi ăn xong Tanjiro đã xách hòm và lên núi. Đột nhiên có một làn khí lưu huỳnh từ suối nước nóng khiến cho mũi của Tanjiro khó chịu. Đúng lúc đó Tanjiro nghe thấy có tiếng cãi nhau, nhìn qua thì thấy hai người một lớn một bé. Tanjiro nhìn kỹ lại thì thấy đó là hà trụ Tokito Muichiro. Anh ta đang bắt cậu nhóc này đưa ra chiếc chìa khóa gì đó. Tuy nhiên thằng bé không thể đưa nó ra vì đó là vật do tổ tiên truyền lại. Tanjiro lúc này cũng phát hiện ra có thêm một người đứng phía sau. Nhìn thật kỹ thì phát hiện ra là mình đã từng thấy người này ở đâu trước kia rồi. Cậu bé ra sức đuổi hà trụ đi và không có ý định giao chiếc chìa khóa ra. Tanjiro đang đứng ngoài không biết là mình có nên vào hòa giải không thì thấy hà trụ đánh cậu nhóc lăn ra đất. Ngay lập tức chạy vào ngăn cản nhưng hà trụ lại bảo giọng Tanjiro ồn vãi trưởng, cố gắng kéo tay hà trụ ra nhưng lại phát hiện là nó quá cứng. Thật không thể tin được một đứa gầy guộc cơ thể bé hơn Tanjiro lại mang sức mạnh khủng đến vậy. Hà trụ bảo Tanjiro thả tay ra rồi ngay lập tức cho một chưởng vào bụng cậu khiến Tanjiro ngã gục. Hà trụ lúc này lại để ý tới chiếc hộp kia, anh đã cảm nhận được khí tức của quỷ. Tính sờ tay vào xem thử thì bị Tanjiro đẩy tay ra, khuôn mặt của cậu đã biến đổi vì có người tính chạm vào em gái. Đứa trẻ kia cũng bị cướp ngay lập tức khỏi tay Hà trụ tuy nhiên nó vẫn rất cứng đầu. Kotetsu kêu mình sẽ không giao chìa khóa ra vì con hình nhân kia sắp hỏng. Hà trụ tiến tới và bảo nếu nó bị phá hủy thì sao, còn có thể làm lại cơ mà. Trong khi cậu đang ngồi đây và nói những lời nhảm nhí thì có biết bao nhiêu người ngoài kia đã chết rồi không? Hà trụ cho rằng nếu như cản trở mình thì có thể cậu bé cũng sẽ trở thành những người đó. Anh cho rằng thời gian của Hà trụ và thời gian của cậu bé giá trị của nó là hoàn toàn khác nhau. Nói đơn giản hơn là người rèn kiếm không thể chiến đấu mà chỉ có tài năng trong việc chế tạo vũ khí thôi. Sau đó Hà trụ vẫn tiếp tục chìa tay ra và đòi chìa khóa tuy nhiên. Tanjiro đã đập vào bàn tay đó ngay lập tức. Cậu kêu Hà trụ thật độc ác vì đã nói những lời như vậy. Muichiro bác bỏ ý kiến đó vì vẫn nghĩ mình đúng, Tanjiro thì lại khác. Cậu bảo tuy theo khái niệm thì nó là đúng tuy nhiên thực tế thì lại khác. Thợ rèn kiếm là một công việc rất quan trọng và đáng quý. Nếu như không có họ thì thợ săn quỷ sẽ trở thành những người vô dụng. Kiếm sĩ và thợ rèn đều là những người quan trọng ở thế giới này. Hà trụ kêu rằng sơ tốt vì mình không có dành thời gian để ngồi đây nói những câu chuyện nhảm nhí. Nói xong đập cho Tanjiro một nhát ngã lăn quay. Khi tỉnh dậy thì thấy có tiếng nói. Người đàn ông đứng cạnh kêu rằng nếu như Tanjiro không tỉnh thì sẽ cõng xuống núi. Tuy nhiên khi cậu chuẩn bị mở mắt ra thì ông anh kia đã chào cậu bé và rời đi ngay lập tức. Tanjiro tỉnh dậy và hỏi có phải vừa nãy chú Hotaru ở đây không vì cậu nghe tiếng thấy rất giống. Vì giấu cho Hotaru nên cậu nhóc đã nói dối để che mắt Tanjiro. Hỏi về Hà trụ thì biết được cậu bé đã đưa chiếc chìa khóa ra nên anh ta đã đi rồi. Nhóc này cũng cảm ơn Tanjiro vì đã giúp mình mặc dù không hề quen biết gì. Sau đó cậu đã hỏi về thứ đứng ở đây vừa nãy là gì, được cô Tetsu kể rằng nó là một loại búp bê máy. Thứ đó cần phải có chìa khóa mới có thể khởi động, nó vô cùng đặc biệt vì sở hữu trong mình một sức mạnh vượt trội hơn cả con người. Thứ đó còn có tận 108 kiểu di chuyển khác nhau và chuyên được sử dụng để huấn luyện chiến đấu. Tuyệt vời là thế nhưng nó đã gần hỏng. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng vỡ gì đó, chạy qua xem thì thấy Hà trụ đang pem nhau với con hình nhân. Tanjiro cảm thấy nó thật tuyệt khi có thể đối đầu được với cả trụ cột. Cô Tetsu kể là thứ trước mặt họ chính là búp bê được dùng trong chiến đấu và được tổ tiên của họ tạo ra. Tanjiro thắc mắc là tại sao nó lại có tới tận 6 cánh tay. Theo như cô Tetsu được biết thì mẫu hình nhân kia là dựa theo một kiếm sĩ có thật. Nếu như không có 6 cánh tay thì nó sẽ không thể nào tái hiện lại tốc độ di chuyển của vị kiếm sĩ đó. Thấy có người mạnh như vậy Tanjiro liền thắc mắc là ông ấy đang ở đâu. Tuy nhiên do chuyện đó là từ thời chiến quốc hơn 300 năm rồi nên cô Tetsu cũng không rõ. Quả thật con búp bê hình nhân này cũng thật là chắc chắn khi có thể trụ được hơn 300 năm. Cô Tetsu kể rằng vì nó được tạo ra bởi các kỹ thuật khó của các thợ lành nghề thời chiến quốc. Chính vì thế mà giờ đây, nếu như nó bị hỏng thì sẽ không thể sửa chữa lại như cũ. Cha của cậu bé đã qua đời và cô Tetsu cũng không có anh em. Chính vì thế mà cậu bé đã luôn nỗ lực hết mình để nhanh chóng có thể tạo ra một cỗ máy như vậy. Nhìn về đằng ấy, Tanjiro thấy Hà trụ thật tuyệt vời. Dù chỉ trạc tuổi mình thôi vậy mà đã có thể làm trụ cột và có tài năng về kiếm thuật. Đột nhiên có một tiếng nói chen ngang lời của Tanjiro, hóa ra là con quạ. Được cho biết Hà trụ là một thiên tài, cậu ấy là hậu duệ của người sử dụng hơi thở mặt trời. Tuy nhiên Tanjiro để ý thì lại thấy cậu ấy không sử dụng hơi thở mặt trời, con quạ vì quá quê nên đã bèo má Tanjiro.
Lúc này Tanjiro cũng đã nhận ra người mà cậu đã gặp ở trong mơ giống hệt với con hình nhân này. Con quạ thấy vô lý liền nói ra một tràng để bắt lỗi Tanjiro. Nào là ngươi bao nhiêu tuổi? Làm gì có chuyện một tên khờ lại có thể quen được một người từ thời chiến quốc cơ chứ? Kotetsu lại không nghĩ như thế vì cậu bé biết đó là hiện tượng di truyền ký ức. Cũng có thể người trong giấc mơ Tanjiro nhìn thấy chính là ký ức của tổ tiên. Vì thấy cậu bé quá tốt nên Tanjiro đã bắt đầu giới thiệu tên của mình. Kotetsu cũng kêu cậu không cần quan tâm tới cái con quạ ngáo đá kia đâu. Ở đằng khác, Hà Trụ đã chém hỏng con hình nhân. Kotetsu lúc này vô cùng cay cú. Cậu bé khóc lóc chạy đi. Tanjiro sau đó đã chạy theo và tìm thấy Kotetsu đang trốn trên cây. Cậu cũng động viên cậu bé không được từ bỏ chuyện tạo ra con hình nhân mới. Vì còn trẻ nên hãy cố gắng học hỏi và nỗ lực làm việc đó. Kotetsu cho rằng nó không khả thi vì mình là một kẻ vô dụng. Cậu bé bị búng cho một phát đau nhói tim gan. Tanjiro kêu rằng mình không muốn cậu bé than phiền về bản thân mình như vậy. Cho dù bản thân không làm được thì nhất định một người nào đó sẽ thừa kế. Việc của họ là phải nỗ lực hết mình. Tanjiro rất muốn đánh bại Kibutsuji Muzan để giải cứu đứa em gái hóa quỷ của mình. Nhưng rất có thể cậu sẽ chết giữa chặng đường. Dù có như vậy nhưng Tanjiro vẫn tin chắc chắn rằng mình vẫn cố gắng làm tốt mọi thứ cho tới lúc đó. Kotetsu lúc này cũng đã nhận ra những gì Tanjiro nói. Sẽ không còn tiếc nuối khi con hình nhân kia hỏng. Đang tới đó thì thấy Hà Trụ bước qua, cậu ấy kể rằng buổi tập luyện hôm nay rất tuyệt vời. Do là kiếm của Hà Trụ đã bị hỏng nên cậu kêu mình sẽ lấy tạm thanh kiếm của con hình nhân. Kotetsu thấy vậy liền chạy đi. Anh ấy vất cho Tanjiro thanh kiếm rồi kêu cậu vất nó đi dùng. Tuy xấu tính là vậy nhưng Tanjiro không hề thấy có ác ý từ Hà Trụ phát ra. Tuy nhiên con quạ bên cạnh thì lại hoàn toàn khác. Lúc này mưa giông đã kéo đến. Chạy tới chỗ Kotetsu thì thấy cậu bé đang đứng cạnh con hình nhân hỏng. Trời mưa đã che đi những giọt nước mắt của Kotetsu. Tanjiro lại an ủi rồi nâng nó lên cho cậu nhóc vặn cót thử. Tuy nhiên nó có vẻ đã bị hỏng nên không thấy cử động. Đột nhiên có tiếng bánh xe phát ra, hình nhân cụ tổ đã cử động lại. Kotetsu lúc này cũng không còn ý định sẽ giữ nó nữa. Cậu bé kêu Tanjiro hãy tập luyện để mạnh hơn thằng nhóc thờ ơ khốn kiếp kia. Ngày hôm sau, Tanjiro đã bắt đầu tập luyện. Để giảm bớt nguy hiểm thì đã tháo kiếm ra thay vào các khúc gỗ. Tuy chỉ có 5 cánh tay thế nhưng sức mạnh của nó vẫn rất kinh khủng. Kotetsu muốn Tanjiro thật mạnh để đánh bại Hà Trụ rồi sỉ nhục cậu ấy. Quá ác ý khiến cho Tanjiro cũng phải giật mình. Tanjiro tiếp tục tập luyện. Cậu nghĩ về động tác của Hà Trụ và thấy kỹ năng di chuyển đó thật tuyệt. Vừa mới nói quyết tâm mạnh hơn Hà Trụ thì đã bị ăn một đòn vào bụng. Kotetsu chạy lại kêu nếu chỉ có chừng ấy mà đã chết thì quá là vô dụng. Hãy đứng lên và chiến đấu tiếp nếu không muốn thua tên chibi kia. Kotetsu kêu rằng Tanjiro vẫn chưa thể nhìn ra chuyển động của đối thủ, cách phán đoán và hành động, nói Tanjiro không biết kiểu gì mà lại có thể sống sót ở đội diệt quỷ tới tận bây giờ. Có vẻ như thằng nhóc này vẫn chưa biết Tanjiro là nhân vật chính đã từng choảng nhau với cả Thượng Nguyệt. Những ngày sau, Tanjiro vẫn chăm chỉ tập luyện, ngày mai Kotetsu sẽ lắp kiếm thật vào thay vì những thanh hàng giả kia. Cậu cũng không cho Tanjiro ăn cơm nếu như vẫn chưa đánh trúng con hình nhân. Tanjiro với bộ mặt gầy nhom như mới bị vợ hành suy nghĩ bài tập luyện này quả thật rất điên rồ. Con người nếu 3 ngày không uống nước thì sẽ đi. Tuy nhiên thật may mắn do trời đổ mưa nên Tanjiro đã thoát được kiếp nạn. Ngày hôm sau vẫn tập luyện như vậy. Tuy nhiên lần này Tanjiro vì quá đói nên đã thấy được cơ thể mình đang đi qua sông Tam Đồ nhưng vì cơn đói mà cậu đã ngã xuống sông. Giữa dòng sông tối tăm và nặng trĩu ấy đã có những cánh tay ấm áp chạm vào người Tanjiro. Nhìn xuống dưới thì thấy có thứ gì đó đang phát sáng. Tanjiro lại gần chạm vào nó. Cậu cảm nhận được mùi hương của hòn đá trong khi đang ở dưới nước, ở bên ngoài cơ thể đang chuẩn bị đối mặt với đòn tấn công của hình nhân. Tanjiro ngửi thấy mùi hương gì đó, nó khác với sợi chỉ điểm yếu trước kia. Sau đó liền đọc được cử động của con hình nhân và né được. Trong phút chót cậu cũng đã có thể chém trúng mục tiêu. Tuy đòn đó hơi nhẹ và chẳng xi nhê gì nhưng Kotetsu vẫn quyết định thưởng cho Tanjiro một bữa ăn, cơm nắm và trà xanh thượng hạng. Tanjiro ăn và thét lên là ngon vãi cả trưởng. Đúng kiểu mấy ngày không được ăn. Dùng bữa xong Tanjiro lại tiếp tục tập luyện với năng lượng từ đống thức ăn khi nãy. Lần này Tanjiro đã có thể né được đòn dễ dàng, sau đó tung một đòn vào đầu con hình nhân thế nhưng lại sợ nó hỏng. Tuy nhiên ở bên ngoài Kotetsu thấy vậy đã kêu chém đi. Cậu bé nhất định sau này sẽ sửa lại được nó nên anh hãy chém đi. Chính vì thế mà một đòn tấn công cực mạnh đã được tung ra khiến cho thanh kiếm đi mượn bị gãy. Cổ con hình nhân vỡ vụn và rơi xuống để lộ ra một thanh kiếm bên trong. Cả hai hoảng hốt vì sao lại có thứ này bên trong nó. Một thanh kiếm hơn 300 năm tuổi đã xuất hiện, có vẻ như đây là thứ kho báu mà Mitsuri đã nhắc tới trước đó. Kotetsu cho biết là thanh kiếm này từ thời chiến quốc nên nó có chất lượng rất là tốt, Tanjiro hãy cầm lấy để dùng, thế nhưng cậu lại ngại ngùng như gái 18 rồi từ chối.
Tanjiro cho rằng mình không làm gì và con hình nhân đó là của Kotetsu, thế nhưng cậu bé lại bảo nó là do anh phát hiện trước nên hãy lấy nó đi. Cả hai háo hức muốn rút thanh kiếm ra thử, thế nhưng đời nó lại không như là mơ. Thanh kiếm đã bị rỉ sét khiến cho hai người thất vọng, đột nhiên có tiếng bước chân. Đằng xa có một người cơ bắp cuồn cuộn đang đi tới, hóa ra đó là anh Hotaru, do là đã nghe đầu đuôi câu chuyện về thanh kiếm nên đã bảo cứ để mình lo. Vì không nói rõ nên Kotetsu và Tanjiro đã ngăn cản Hotaru lấy đi thanh kiếm, cả ba giằng co một hồi thì đã bị đẩy văng ra. Đột nhiên có một người đàn ông ở đằng sau xuất hiện và cú lét Hotaru khiến cho anh ấy bị hạ gục, là anh Kanamori đã tới giúp Tanjiro, sau đó là bảo cậu tha thứ việc Hotaru không gặp mặt Tanjiro. Lý do là vì yếu kém nên đã trốn lên núi tu luyện, việc đó sẽ giúp cho Hotaru cải thiện kỹ năng cũng như tạo ra thanh kiếm tốt hơn để mọi người không phải chết. Hóa ra Hotaru đã mất rất nhiều khách vì việc rèn ra các thanh kiếm dởm. Tuy nhiên duy chỉ có Tanjiro là luôn đặt kiếm từ Hotaru mỗi khi gãy. Việc này khiến cho anh ấy rất vui. Đột nhiên Hotaru bật dậy rồi nói mình sẽ chăm sóc cho thanh kiếm kia bằng kỹ thuật mài rũa được lưu truyền trong gia tộc Haganizuka. Thế mà không nói ngay từ đầu khiến cho người ta hiểu lầm. Cứ để ta lo như một thằng dở hơi. Những lời trêu chọc đó khiến cho Hotaru cay cú nhấc bổng Kotetsu lên. Vì biết điểm yếu nên Tanjiro đã cứu được Kotetsu. Sau đó Hotaru đã để lại cho Tanjiro một thanh kiếm dùng tạm thời trong lúc sửa lại chiếc kia. Tanjiro cũng không nói gì nhiều ngoài lời cảm ơn. Tối đến cậu cũng kể về việc kỹ thuật mài kiếm của Hotaru. Có vẻ như nó vô cùng khó vì có thể dẫn đến cái chết. Tanjiro hỏi liệu mình có nên tới đó xem không. Genya bộ mặt cau có quát lớn là mình liên quan chó gì tới việc đó mà cứ hỏi hoài vậy trời. Tanjiro thắc mắc hỏi ủa vậy là họ chưa thành bạn bè hay sao? Genya trả lời tất nhiên là không vì trước kia Tanjiro đã bẻ gãy tay của hắn. Tanjiro cho rằng việc đó là hoàn toàn đúng khi Genya đã đấm con gái. Sau đó cậu để ý thấy chiếc răng của Genya đã mọc lại thì tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng nó đã bị gãy ở suối nước nóng khi trước. Khi nghe hết câu này Genya chỉ biết câm nín không dám hé mồm. Sau đó bảo Tanjiro đã nhìn nhầm nhưng cậu đã lôi ra chiếc răng đó khiến cho Genya cạn lời. Ngay lập tức cậu bị đá ra ngoài. Sau đó Tanjiro đã về phòng và đan tóc cho Nezuko. Cậu vẫn không hiểu lý do gì mà Genya lại luôn cục xúc như vậy, chắc tại do đói bụng. Tanjiro nảy ra ý tưởng là sáng mai mình sẽ rủ Genya đi ăn sáng. Nezuko cũng chấp thuận điều đó, nhìn ra ngoài thấy trăng thật đẹp. Thế nhưng ở dưới ánh trăng đó là một điều tồi tệ chuẩn bị xảy đến. Một người dân trong làng đang đi từ trên núi xuống thì phát hiện có một chiếc bình ngáng đường. Lại gần xem thử thì có một cánh tay túm anh ta lại, máu chảy ra be bét, sau đó xuất hiện một con quỷ. Nó chê thịt các thợ rèn trên núi này kinh tởm và liệt kê vào danh sách các món không lên ăn. Tên Thượng Nguyệt Ngũ đã thành công đột nhập vào bên trong làng thợ rèn. Ở sâu bên trong, trên mái nhà cũng có thêm một con nữa là Thượng Nguyệt Tứ. Tuy người hắn run sợ nhưng mồm lại luôn nói phải tiêu diệt đám người chống lại ngài Muzan. Ở bên trong lúc này Tanjiro vẫn đang ôm Nezuko ngủ ngon lành. Ở ngoài Genya đang đi tới một nhà kho, mở cửa đi và hỏi thanh kiếm của mình đã làm xong chưa. Tuy nhiên ở bên trong lại không có ai cả, chỉ thấy có một thanh kiếm đặt trên bàn. Genya cầm nó lên thầm nghĩ tới anh trai và tự nhủ bản thân sẽ sớm lên làm trụ cột để xin lỗi. Tanjiro đang ngủ thì bị đánh thức bởi Hà Trụ. Muchizo hỏi có biết thợ rèn kiếm nào tên Kanamori không? Tanjiro vì bị bịt mũi nên giật mình thức dậy. Hà Trụ chê rằng cậu phản ứng quá chậm nhưng sự thật là do Tanjiro không cảm thấy sắc khí nên mới vậy. Hà Trụ kêu rằng thợ rèn Kanamori là người đang làm kiếm cho mình. Thế nhưng suốt cả ngày hôm nay vẫn không thấy ông ấy đâu. Tanjiro bảo rằng mình sẽ giúp tìm thì Hà Trụ lại thắc mắc là tại sao cậu luôn quan tâm đến chuyện của người khác vậy. Nghe được câu trả lời, Tanjiro giải thích rằng vì khi giúp người khác nó cũng giống như tự giúp bản thân mình vậy. Đột nhiên Nezuko tỉnh dậy và đập đầu vào Tanjiro khiến cậu đau đớn. Hà Trụ đứng hình khi nhìn thấy một con quỷ vô cùng dễ thương. Hà Trụ đang thắc mắc là không biết trước đó mình đã nhìn thấy cô bé ở đâu rồi thì phải. Cả ba nhìn nhau với một bộ mặt khó hiểu. Đột nhiên Tanjiro nhận ra có người đang đến. Cánh cửa mở ra, một con quỷ bắt đầu chui vào. Điều này khiến cho Tanjiro và Hà Trụ đứng hình một lúc. Tanjiro vẫn chưa nhận ra thứ trước mặt mình là quỷ vì không hề nhận ra khí tức của nó cho tới khi nhìn thấy bằng mắt. Cậu chắc chắn cái thứ gớm ghiếc trước mặt mình là một thượng huyền. Hà Trụ ngay lập tức buông chui kiếm, hơi thở của sương mù thức thứ tư. Di lưu chảm, đòn đánh khá nhanh tuy nhiên con quỷ đã kịp nhảy lên trần nhà. Tanjiro cho rằng tên này chắc hẳn đã ăn rất nhiều người nên mới mạnh và né được đòn tấn công đó. Tanjiro sử dụng chiêu thức dương hoa đột cho thẳng lên trần nhà, Nezuko cũng hóa to lên. Tuy con quái vật bị đánh trúng nhưng nó không hề né, Nezuko lao tới sút một cú vào bụng Thượng Nguyệt Ngũ. Tanjiro dặn Nezuko hãy biến nhỏ lại vì ở hình dạng đó cô bé sẽ dễ bị mất lý trí. Hà Trụ nắm bắt cơ hội ngay lập tức chém bay đầu con quái vật, Tanjiro cũng nhớ lại khoảnh khắc đi đánh nhau với Thượng Nguyệt Quỷ khác.
hầu như chém đầu nó là chưa thể tiêu diệt hoàn toàn, vì có sức mạnh hồi phục cực nhanh và điểm yếu của các thượng nguyệt quỷ dường như không phải ở đầu. Tanjiro ngay lập tức nhắc Hà Trụ cẩn thận, chiếc đầu bị chém đứt bắt đầu hồi phục. Điều đáng ngạc nhiên là chúng đã phân thân ra làm hai thay vì hồi phục trong thân thể cũ. Tanjiro trợn tròn mắt mỗi khi thấy được cảnh này. Cậu nhân cơ hội con quỷ trước mặt không để ý lao lên tấn công. Tuy nhiên, con quỷ cầm chiếc quạt ba tiêu giơ lên rồi vụt nhẹ xuống. Một luồng gió cực mạnh thổi bay Hà Trụ cùng bức tường. Tanjiro vì được Nezuko giữ tay nên vẫn có thể ở lại khu vực này. Hai anh em giờ đây đã lâm phải tình trạng vô cùng khó xử. Vừa mới nằm liệt xong mà giờ đây lại phải đấu với Thượng Nguyệt Tứ. Lôi quỷ sử dụng cây trượng của mình chọc xuống đất. Sức mạnh huyết quỷ đã tạo ra một luồng sét đánh thẳng trực diện xuống Tanjiro khiến cậu đau đớn. Khi gần mất đi ý thức thì nhìn thấy ở trên lóc nhà là Genya. Cậu cầm khẩu súng của mình chĩa về phía con quỷ bắn bằng một phát. Viên đạn bay xuyên qua cổ khiến cho đầu phong quỷ rơi xuống. Tanjiro ngạc nhiên và không biết Genya đang sử dụng loại vũ khí gì. Có vẻ như đạn được làm từ sắt giống như Nhật Luân kiếm. Sau khi nạp đạn xong, Genya rút kiếm lao tới tính chém nốt con còn lại. Tanjiro ra sức ngăn cản thế nhưng Genya đã thành công chém đầu nó. Vẫn giống như lần trước, con quỷ bắt đầu phục hồi, đầu thì mọc ra thân và thân lại mọc ra đầu. Giờ đây kẻ địch của họ từ 2 đã lên 4, tuy nhiên khi Tanjiro đang nhìn kỹ để tìm ra điểm yếu thì phát hiện là thiếu một tên. Đúng lúc đó một con quỷ có cánh đã nhấc bổng cậu lên. Hắn ta tỏ ra thích thú vì rất lâu rồi mới được phân tách ra như vậy. Tanjiro dặn Nezuko không cần phải lo lắng cho mình và hãy giúp Genya vì cậu ấy là bạn. Tuy nhiên khi vừa nói dứt lời thì cũng là lúc Genya bị xuyên thủng bụng. Tanjiro cầu xin Nezuko hãy tới giúp Genya và mặc kệ cậu. Con quái vật thì lại cho rằng Tanjiro sắp chết mà vẫn lo cho người khác. Sau đó nó liền há miệng tích tụ năng lượng chuẩn bị tấn công. Tanjiro cũng sử dụng điệu nhảy hỏa thần tính chém nhưng quỷ bay đã nhanh hơn một bước. Sóng âm cực mạnh khiến Tanjiro chóng váng rơi xuống. Cũng may cậu vẫn còn ý thức và sử dụng chân cùng tay kết hợp để giảm lực rơi. Tanjiro lúc này trong đầu vô cùng chóng váng nhưng vẫn cố gượng để về chỗ Nezuko nhanh nhất có thể. Thế nhưng ở đằng sau quỷ bay đã tiếp cận, nó há cái mồm ra tấn công thêm một đòn nữa để chuẩn bị tiễn Tanjiro đi gặp Viêm Trụ. Ở đằng này Hà Trụ đang cấp tốc chạy về chỗ Thượng Nguyệt Tứ, thế nhưng ở bên lại phát hiện có một thằng nhóc đang chống chọi lại với con quái vật. Hà Trụ suy nghĩ trẻ con thì chắc chắn kỹ thuật rèn cũng rất non nớt, việc ưu tiên của anh là phải về làng và cứu những người có kỹ năng cao. Thế nhưng một lúc sau khi nhớ lại lời nói của Tanjiro thì Hà Trụ đã quay lại chém con cá quỷ và thành công cứu được Kotetsu. Hà Trụ kêu cậu bé hãy chạy tới chỗ nào trốn tạm đi và mình sẽ ở lại để cản đường đám quái vật. Muchizo chỉ cần một chém đã nhẹ nhàng tiễn con quái vật xuống địa ngục. Tuy nhiên nó không chết mà vẫn cố gắng hồi phục. Hà Trụ phát hiện ra có một chiếc bình kỳ lạ bên trên nên đã chém luôn và thế là con cá quỷ đã chết ngay lập tức. Kotetsu nhảy trầm vào người Muchizo khóc lóc vì quá sợ hãi. Cậu bé xin lỗi vì đã nghĩ anh là người xấu và nói đầu tóc rong biển. Kotetsu xin lỗi vì lúc đó rất ghét Hà Trụ. Khi Muchizo tính rời đi thì Kotetsu đã cản lại và kêu anh tới giúp Hotaru. Bác ấy đang chăm chú rèn kiếm và không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Kotetsu đã quỳ xuống để cầu xin nếu không Hotaru sẽ gặp nguy hiểm. Đột nhiên Muchizo nhớ về Kageya. Ông đã an ủi khi cậu bị thương nặng, khuyên cậu tuyệt đối không được đánh mất động lực. Chắc chắn một ngày nào đó ký ức sẽ quay trở về. Ngay lập tức, Hà Trụ đã vác Kotetsu và chạy một mạch tới chỗ Hotaru. Muchizo quyết tâm sẽ cứu hết tất cả người của dân làng vì là người được chúa công chứng nhận. Mặt khác, con quỷ đang chuẩn bị tấn công Tanjiro thì cậu đã nhanh tay chém lìa đầu nó. Cậu hốt hoảng vì đã lỡ tay làm điều đó. Đúng thật là nó đã phân tách ra làm hai rồi cùng há mồm tấn công Tanjiro. Tuy nhiên lúc này cậu đã cảm nhận được sức mạnh đã giảm xuống. Có lẽ là vì phải chia nhỏ ra từng phần nên sức mạnh cũng như vậy. Những chữ cái trên lưỡi đám quái vật là hỉ nộ ồ ai. Đó chính là trạng thái của bốn tên mạnh nhất. Nếu như tách ra nhiều hơn nữa thì sức mạnh sẽ bị giảm xuống. Tanjiro ngay lập tức chọt chết hai con quái vật mini kia. Lúc này con quỷ bay cũng tới tấn công Tanjiro, tuy nhiên là cậu đã né được. Sau đó để ý thấy hai con quái bị xiên chết đã biến mất, vậy là chúng chỉ giới hạn được tới đây. Ngay lúc này quỷ bay lao tới tấn công Tanjiro nhưng lần này cậu đã không tránh được. Sau đó nó vừa khinh bỉ Tanjiro vừa liên tục đánh cậu và để lại rất nhiều vết thương. Tuy nhiên trong lần tấn công này Tanjiro đã mỉm cười và chém vào mặt quỷ bay trong sự ngỡ ngàng. Tanjiro tiếp tục chạy lên chém đôi đầu nó ra, khi hồi phục xong thì Tanjiro lại tấn công, nó né được rồi quay lại đánh cậu. Tanjiro nghĩ cứ như này thì cũng không được, cậu phải nghĩ ra cách thật nhanh chóng để quay về giúp cho Genya và Nezuko. Ở đằng này, Genya thì bị đâm thủng bụng còn Nezuko cũng đang bị khống chế bởi phong quỷ. Ngay lúc này Genya đã tỉnh dậy và bắn bay đầu con quỷ trước mặt mình. Lôi quỷ vô cùng tức giận vì cái đám kia chả làm được cái việc gì ra hồn,
Tuy nhiên nó không chết nên đã rút cây thương ra khiến cho Genya vô cùng đau đớn. Người cậu chảy rất nhiều máu, tưởng rằng đã chết nhưng không phải vậy. Genya lúc này đã cất ra những tiếng nói ai oán, giá vệ quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên. Con quỷ kia lại cứ tưởng cậu sắp chết nên tụng kinh niệm Phật, vì thấy nó còn sống nên lôi quỷ bảo giết Genya ngay lập tức. Khi ra đòn thì cậu đã né được và tấn công ngược lại từ đằng sau. Tuy nhiên kiếm gần chạm tới cổ thì lôi quỷ đã giáng xét xuống. Genya dồn sức vào tay cố để bóp cò và thành công bắn rụng một cánh tay của nó. Con quỷ này đang thắc mắc và không biết Genya là ai vì thấy cậu không chết sau nhát chí mạng vừa rồi. Genya bị đánh bay vào một căn phòng. Nezuko đằng này cũng bị con quỷ kia đá xuyên bụng. Đang tính bẻ tay cô bé thì bị ăn một phát sút vào đầu. Nó vô cùng ngạc nhiên với cái uy lực này. Nezuko rút bàn tay bị giữ ra rồi bắn máu lên người con quỷ. Lửa bốc cháy. Nezuko thành công cướp được cánh tay cầm quạt của hắn. Sau đó dùng chiếc quạt đó để tấn công hắn ta. Đang tính tấn công con còn lại thì bị nó đánh bay cái quạt và chọc cây trượng vào cổ họng rồi phóng điện. Tanjiro ở bên này vẫn đang loay hoay đối phó với con quỷ bay. Cậu thì thầm mong hai người bên kia không bị làm sao để rồi cố gắng chống cự lại các đòn đánh từ chiếc quái vật biết bay. Genya dù bị thương rất nặng nhưng cậu vẫn có thể đứng dậy khiến cho con quỷ ngạc nhiên. Genya cười lên một cách điên rồ rồi nói tên mình là Shinazugawa Genya, đó chính là cái tên sẽ giết chết người. Tanjiro vẫn đang cố nghĩ cách để thoát khỏi con quỷ bay, cậu cố chạy đi. Khi nó bay tới tấn công thì Tanjiro đã né rồi sau đó chọc kiếm vào mồm con quỷ. Tuy bị dính một đòn nhưng kế hoạch của cậu đã thành công, Tanjiro sẽ lợi dụng con quỷ này để bay về chỗ Nezuko một cách nhanh nhất. Khi tới nơi thì thấy em gái mình đang bị lôi quỷ hành, nó bực tức vì mấy cái thằng kia chẳng làm được cái trò trống gì. Tanjiro thấy em mình như vậy liền lao tới tấn công. Nó chọt cây thương nhưng cậu né được rồi dùng chiếc chân chim từ con quỷ bay để chống điện giật. Nhìn Tanjiro tầm thường nhưng lại là người tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Cậu ấy đã lợi dụng lúc khói lửa mù mịt để nhân cơ hội cắt lấy một chiếc chân của quỷ bay. Lôi quỷ cũng phải nể phục vì Tanjiro xử trí trong chiến đấu quá tốt. Sau vì không đủ sức đánh vào cổ nên Tanjiro đã tung một đòn chém đôi lưỡi. Nhân cơ hội nó chưa thể hồi phục, Tanjiro dùng chiếc chân chim để rút cây trượng ra. Tuy nhiên con quỷ kia hồi phục quá nhanh và quay ra tấn công Tanjiro, tưởng rằng mình sẽ chết trong đòn này nhưng cây trượng đã dừng lại, là Nezuko đã giữ giúp anh mình. Sau đó cô bé dùng máu của mình để tấn công lôi quỷ, con kia khi bị đánh bay đi cũng đã quay trở lại với cây quạt trên tay. Cả hai anh em bị nó tấn công, áp lực khiến họ phải úp mặt xuống sàn. Sàn nhà thủng cũng là lúc Tanjiro và Nezuko bị bất tỉnh. Nhân vật chính đã chết và hết phim, đùa thôi không phải đâu nhé. Lúc này dân làng đã phát hiện được là quỷ đang tấn công vào làng, một đàn cá quỷ phi vào bên trong. Ai có sức thì vẫn cố cầm vũ khí ra để chống lại. Tuy nhiên vì nó là quỷ quá mạnh nên vô số người đã phải bỏ mạng. Luyến trụ được con quạ thông báo việc quỷ đang tấn công làng nên đã quay lại ngay lập tức. Hà trụ vẫn đang trên đường tới nhà kho, đang đi thì thấy một con quỷ đang tấn công dân làng. Cậu ngay lập tức hạ nó và thành công cứu người đàn ông này. Và cũng vô cùng trùng hợp vì ông ta lại chính là thợ rèn tên Kanamori, người đang làm kiếm cho Hà trụ. Cậu liền hỏi về thanh kiếm của mình. Khi thấy lưỡi kiếm trên tay của Muchizo bị mẻ thì kêu mình đã chuẩn bị kiếm cho cậu và sẽ mang tới ngay lập tức. Mọi chuyện có vẻ khá nhanh vì Tanjiro đã nhờ Kanamori trước đó. Vì không có thời gian giải thích nên mọi người cần phải tới đó lấy thanh kiếm trước. Khi gần tới nơi thì Hà trụ phát hiện ra có thứ gì đó nên đã kéo Kanamori lại. Ở trong bụi nan ra là một chiếc bình, sau đấy từ từ tiến lại gần nó, ở bên trong phát hiện ra một tiếng nói. Thượng ngũ đã ra mặt, nó khá ngạc nhiên khi người trước mặt lại nhận ra sự hiện diện của mình. Hắn đang tự hỏi là không biết trong căn nhà sập sệ này có thứ gì mà mọi người lại chạy vội tới đây. Lúc này ở trong làng, mọi người vẫn đang bị đám cá quỷ tàn sát. Thật may là luyến trụ đã tới, cô xin lỗi mọi người khi mình đã tới muộn. Cô liên tục tung ra các đường kiếm sắc sảo của mình hạ gục đám cá quỷ một cách dễ dàng. Vì trưởng làng là người quan trọng nhất nên Mitsuji đã chạy tới đó ngay lập tức. Ở trong dinh thự của ông cũng đang bị quái vật tấn công. Tuy ở đây cũng có người của sát quỷ đoàn thế nhưng vì con quái quá mạnh nên mọi người đều đã bị hạ. Có vẻ trưởng làng là người sở hữu kỹ thuật vượt trội nhất nên thượng ngũ đã cử một con cá quỷ khổng lồ tới đây. Thật may là lúc này luyến trụ đã tới ứng cứu, thanh kiếm trên tay của Mitsuji nhìn cứ như một con rắn. Nó cũng chính là thành phẩm của trưởng làng. Luyến trụ bắt đầu tấn công con quái vật bằng thức thứ nhất, hơi thở của tình yêu, tớ chỉ coi cậu là bạn. Mitsuji đã thành công đánh bại con cá quỷ khổng lồ. Sau đó ôm ông vào trong lòng và hỏi trưởng làng có sao không. Ông ấy vì được gái trẻ ôm nên đã vô cùng thích thú. Thấy vậy cha hậu vệ bên cạnh cũng đòi được nắm tay nhưng trưởng làng bảo cút đi. Ở chỗ Tanjiro, cậu đã được cứu bởi Nezuko. Cô bé đã tỉnh dậy trước nên đã có thể vác Tanjiro chạy đi. Thế nhưng ngay sau đó lại bị sét đánh trúng, đám quái liên tục tấn công. Vì Nezuko bị bất tỉnh nên Tanjiro lại vác cô bé lên vai và chạy đi.
Phong quỷ dùng gió tấn công nhưng thật may là Tanjiro đã có thể tránh được nó. Giờ đây cậu phải động não để suy nghĩ cách để tiêu diệt bọn này. Phong quỷ tiếp tục tấn công và Tanjiro không thể né được đòn này. Ở trên không, Nezuko cầm tay vào thanh kiếm, đám kia thì lại đang tỏ ra thích thú vì khung cảnh giờ đây thật đẹp như vậy, sẽ chẳng còn chỗ nào để mà trốn. Nezuko dù bị đống gạch đè thế nhưng cô bé vẫn cố cầm tay vào thanh kiếm của Tanjiro khiến cho máu tuôn ra, hai con quỷ đang tiến lại gần. Nezuko vẫn cố gắng tiết máu ra thanh kiếm và không có ý định bỏ ra, phía bên Hà Trụ thì họ đang chuẩn bị đánh nhau với con quái này. Nó khoe rằng mình có một tác phẩm cực đẹp muốn cho mọi người xem, sau đó đã lôi ra từ chiếc bình một thứ vô cùng quỷ dị. Xác của các thợ rèn được gắn lại với nhau cùng vô số những thanh kiếm được cắm trên thân thể. Hắn cười nhạo và kêu mọi người hãy chứng kiến tác phẩm để đời của mình. Khi mà hắn đang chế nhạo những người rèn kiếm thì Muchizo bắt đầu hít không khí vào phổi chuẩn bị tung ra một đòn đánh của mình. Tuy tốc độ rất nhanh thế nhưng Thượng Ngũ đã tránh được, hắn đã linh hoạt dịch chuyển tới một chiếc bình khác gần đó. Thượng Ngũ tính nói gì đó thì chiếc bình lại ngay lập tức bị chém làm đôi, nó tiếp tục dịch chuyển sang chiếc bình khác. Thái độ vô cùng cay cú khi Hà Trụ đã chém những chiếc bình nghệ thuật của mình. Muchizo đang thắc mắc là con lợn này nó tạo ra những chiếc bình kia bằng cách nào nhỉ? Con quỷ bắt đầu chế giễu những tên có cơ bắp thì sẽ không bao giờ có thể hiểu được về tác phẩm của hắn, sau đó lôi ra một chiếc bình triệu hồi ra hai con cá. Nó phóng vô số những chiếc kim về phía Hà Trụ nhưng kịp thời né được, tuy nhiên ngay lập tức con cá này lại quay lại chuyển mục tiêu. Khi nó phi ra đống kim thì Hà Trụ đã đứng chắn trước mặt để đỡ cho hai chú cháu kia, người cậu lúc này nhìn chả khác gì một con nhím cả. Bảo hai người phía sau trốn đi rồi đỡ được các đòn tiếp theo, Hà Trụ lúc này mặt vẫn không biến sắc vì đau đớn hay gì cả. Con quỷ kêu rằng cậu sẽ chết sớm thôi vì trong kim có tẩm độc, hắn không hiểu sao một trụ cột lại đi cứu mấy tên thường dân tầm thường kia. Những lời đó dường như đã khiến Muchizo nhớ ra điều gì đó, cậu thấy hình ảnh mình đổ mồ hôi trong mùa hè nóng lực. Ở trong một căn nhà có cửa sổ đang mở toang, Thượng Ngũ đang cười thích thú vì sắp có tác phẩm mới thì Hà Trụ đã tiếp cận với tốc độ cực nhanh. Cậu tung nhát chém vào cổ nó thế nhưng không thể cắt lìa, sau đó lôi ra một chiếc bình rồi nhốt cậu vào trong thủy ngục của mình. Muchizo thử chọc thanh kiếm cho nó vỡ ra nhưng có vẻ như không có tác dụng. Thượng Ngũ đang phấn khích vì khi trụ cột duy nhất ở đây chết đi, hắn sẽ thỏa thích tàn sát người dân trong ngôi làng này. Và từ đó sức mạnh của diệt quỷ đoàn sẽ tự yếu dần đi vì không có vũ khí, trở về phía Tanjiro. Những giọt máu trên kiếm của Tanjiro lúc này đã biến thành lửa. Cô bé đang cố nhuốm máu thanh kiếm để giúp anh mình có thể tiêu diệt đám quỷ kia và khiến chúng khó có thể hồi phục được. Tanjiro lúc này cũng cảm nhận được thanh kiếm đen của mình đang dần hóa sang màu đỏ. Cậu thấy được tiềm thức của bố mình. Trong đó mẹ đang nói về vấn đề vũ khí của kiếm sĩ đã cứu họ. Kiếm của ông ấy luôn hóa đỏ mỗi khi chiến đấu. Vũ khí của Tanjiro cũng giống như vị kiếm sĩ đó. Cơ thể cậu giờ đây đang rất tàn tạ nhưng khi nhớ về những người thân của mình thì sự sống bùng lên một cách mãnh liệt. Lôi quỷ lúc này ở một bên cũng đang tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy thanh kiếm đỏ của Tanjiro. Nó giống với thanh hách đao cùng vị kiếm sĩ trong ký ức của Muzan. Đó chính là thứ duy nhất có thể dồn Muzan vào đường cùng. Dấu ấn trên đầu Tanjiro cũng đã thay đổi. Hình dạng của cậu lúc này giống hệt với vị kiếm sĩ đó khiến cho quỷ bay giật mình. Tanjiro sử dụng điệu vũ hỏa thần Nhật Vận Long, tung ra một đòn đánh hạ được con quỷ đầu, sau đó chém tiếp hai tên đằng sau với tốc độ cực nhanh. Sức mạnh của Tanjiro đã lên một đẳng cấp mới vì một thức đã có thể hạ được ba tên. Khi đánh xong đòn vừa rồi, Tanjiro đã nhớ về lần tấn công vào cổ Thượng Huyền. Lần đó không chém được là vì đòn tấn công của cậu không đủ uy lực. Giờ đây mọi thứ đã biến chuyển vì Tanjiro đã có thể chém được đầu của một Thượng Nguyệt một cách dễ dàng. Tuy nhiên giờ đây vẫn còn một tên nữa, nhìn sang thì thấy nó đã bị chặt đầu bởi Genya. Thế nhưng khi lại gần thì thấy cậu ấy đã biến thành hình dạng của một con quỷ. Tuy nhiên việc đáng để ngạc nhiên hơn là Thượng Tứ vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, nó chỉ đang chậm hồi phục do máu của Nezuko. Tanjiro cũng nhận ra việc chém một lúc bốn con quỷ là không có tác dụng gì vì vẫn còn thời gian nên chạy lại chỗ em gái. Nezuko đang bị đống đổ nát đè lên, Tanjiro lập tức chém thanh gỗ đè trên người cô bé để Nezuko có thể tự sức mình đi ra. Hai anh em ôm nhau hội ngộ nhưng cũng đồng thời Tanjiro suy nghĩ về điểm yếu của Thượng Nguyệt Tứ. Cậu dường như đã nhận ra có sự hiện diện mùi hương của tên thứ năm. Giờ đây Tanjiro phải nhanh chóng tìm được nó và chém cổ. Cậu vẫn còn thời gian vì bốn con kia vẫn chưa thể hồi phục. Ngay lúc đó Genya tới bóp cổ Tanjiro rồi nói cậu đừng tự mãn vì kẻ đánh bại Thượng Nguyệt chính là mình. Vì Genya là trẻ trâu nên Tanjiro không hề chấp mà nói cậu ấy lau nước dãi trên mồm đi. Genya tiếp tục bảo mình sẽ giết con quỷ kia và trở thành trụ cột. Tanjiro cũng không tranh giành gì mà kêu nếu vậy thì mình và Nezuko sẽ dốc hết sức để hỗ trợ. Sau đó nói ra vị trí của tên thứ năm và bảo mình sẽ giữ chân bốn tên kia. Genya cũng không ngờ được là Tanjiro lại dễ tính đến vậy. Nghe thấy tiếng kim loại kêu, Tanjiro liền đẩy Genya ra thành công né được đòn tấn công của lôi quỷ. Bọn chúng đã hoàn toàn bình phục.
Vì tên thứ năm đã chạy trốn nên Tanjiro kêu Genya giữ chân dùng mình một lúc để đi tìm. Tanjiro cũng không quên nhắc Genya đừng có chém đầu em gái cậu, sau đó gấp rút chạy đi tìm tên quỷ thứ năm. Thật may là lúc này tên phong quỷ vì tấn công trượt Nezuko nên đã làm bay hết mùi lưu huỳnh từ suối nước nóng. Chính vì thế Tanjiro đã ngửi thấy mùi của tên thứ năm, hắn đang khóc lóc trốn trong chiếc bụi gần đó. Tanjiro ngay lập tức chạy về hét lên để thông báo cho Genya biết vị trí của hắn ta, sau đó liền cầm chân đám quỷ cho cậu ấy đi tiêu diệt con quỷ thứ năm kia. Tanjiro liên tục phải chống chịu lại các đòn tấn công, Nezuko nhảy lên chuẩn bị đánh thì bị con cầm thương chọc cho méo người. Trở về với trận chiến của Hà Trụ, lúc này Muchizo vẫn đang cố gắng dùng kiếm chọc cái bọc nước này. Thế nhưng có vẻ như nó vẫn không hề khả thi, Thượng Ngũ thích thú vì Muchizo đang rơi vào tình thế bất lực. Nezuko đang bị găm chiếc thương vào bụng, tưởng rằng sẽ tiêu diệt được cô bé nhưng Tanjiro lúc này đã vụt qua và lấy đi một cánh tay của hắn. Con quỷ nhận ra giờ đây cậu đang mạnh hơn theo thời gian. Tuy đã được Muzan cảnh báo về sức mạnh của cậu trước đó nhưng khi gặp mặt hắn lại thấy nó không hề đúng chút nào. Tanjiro dễ dàng chém hạ được tên quỷ bay muốn tiếp cận mình, Nezuko đằng này cũng túm đầu tên kia rồi lao vào ghì chặt người hắn. Máu chảy ra làm đốt cháy hắn ta, Tanjiro lúc này đã bị khống chế bởi tên cầm quạt. Hắn ta định là sẽ đi tìm Genya nhưng mà Tanjiro không cho làm vậy, sau đó liền thông báo vị trí cụ thể về con quỷ thứ năm. Genya vẫn đang cố gắng tìm nó nhưng chẳng thấy đâu, khi Tanjiro nhắc là nó rất thấp thì mới để ý xuống dưới và phát hiện ra con quỷ. Hóa ra vì nó quá nhỏ nên cậu tìm nãy giờ không hề thấy, giơ súng lên bắn khiến cho hắn sợ hãi chạy trốn. Genya vô cùng bực tức vì sao bốn tên kia thì rõ mạnh mà đứa trước mặt chỉ yếu như con chuột cống, cậu ra sức đuổi theo hắn vì đã hành nhóm của mình nãy giờ. Giơ kiếm chém vào đầu nó nhưng thanh kiếm đã gãy làm đôi vì cổ nó quá cứng, bắn thử một phát súng nhưng cũng không ăn thua. Đột nhiên phía sau xuất hiện tên lôi quỷ đang giơ cây trượng chĩa về phía cổ của Genya. Khoảnh khắc này cậu nghĩ rằng mình sẽ chết vì không thể né được, nếu như bị chém vào cổ thì mọi thứ sẽ kết thúc. Genya nhớ về anh trai mình, cậu thích trở thành trụ cột là vì muốn được anh trai công nhận. Khi làm được điều đó thì Genya sẽ được nói lời xin lỗi với anh ấy. Mẹ của cậu là một người phụ nữ có cơ thể nhỏ nhắn. Bà ấy đã luôn làm việc và bận bịu từ sáng sớm đến tối muộn để có tiền chăm lo cho những đứa con của mình. Cha của Genya tuy to lớn nhưng lại không làm được việc gì ra hồn, chuyên đi gây sự và rồi bị người ta sát hại. Ông ta luôn đánh đập mẹ con họ mỗi khi uống rượu về. Vào một hôm, tất cả đứa trẻ đều ngủ nhưng Genya và anh hai không hề ngủ được. Họ lo lắng cho mẹ vì chưa thấy bà ấy về. Vì vậy nên Senmi đã quyết định ra ngoài để tìm mẹ. Tưởng rằng bọn trẻ đã ngủ nhưng không, tất cả bọn chúng đã không đứa nào ngủ vì lo lắng cho mẹ. Vì vậy mà tất cả đã quyết định thức để chờ bà ấy về. Đột nhiên có một thứ gì đó xuất hiện ngoài cửa, mấy đứa em tưởng mẹ nên chạy ra xem. Genya thấy lạ nên đã bảo chúng dừng lại nhưng đã quá muộn. Cánh cửa bị chém đứt cùng mấy đứa em của cậu, một thứ sinh vật nhìn như con sói đã chém ngang mặt Genya. Cậu tưởng rằng đó là một con sói, nó phi vào tấn công thì anh hai đã xuất hiện ôm con quái vật lao ra cửa rồi bảo Genya chạy trốn. Vì quá hoảng sợ nên một lúc sau Genya mới có thể định hình lại mọi việc đang xảy ra. Cậu nhìn lại những đứa em đã chết của mình rồi đọc tên chúng. Genya nghĩ rằng chúng còn sống nên đã chạy đi để tìm bác sĩ. Tuy nhiên lúc này lại bắt gặp anh hai mình đang nhuốm đầy máu. Ở dưới đất là mẹ của cậu đã chết. Genya khóc lớn chạy tới ôm mẹ vào lòng rồi hỏi sao anh hai lại giết mẹ. Cậu liên tục buông ra những lời cay đắng với anh trai mình. Trở về thực tại, Genya chỉ muốn nói lời xin lỗi với anh ấy vì mình đã buông ra những lời nói vô cùng tàn nhẫn đó. Cậu cũng nhận ra con sói mà cậu thấy trong bóng tối chính là mẹ của mình. Anh hai vì để bảo vệ em mà đã chiến đấu với con quỷ. Khi nhận ra thứ tấn công gia đình chính là mẹ của mình, chắc hẳn anh ấy cũng rất đau lòng vì chính tay mình đã giết người mẹ yêu thương nhất. Không những thế lúc đó đứa em mà mình đã dốc hết sức cứu cũng chửi rủa anh ấy là kẻ sát nhân. Hai anh em trước hôm xảy ra bi kịch, Senmi đã kêu Genya hãy cùng mình dốc hết sức bảo vệ gia đình vì giờ đây họ là người đàn ông duy nhất trong nhà. Cha đã chết nên họ sẽ phải gánh vác trách nhiệm đó và bảo vệ cho mấy đứa em và mẹ của mình. Thế rồi nước mắt của Genya đã bắt đầu rơi ra vì lời xin lỗi của cậu vẫn chưa tới được tai anh hai. Genya cố gắng như vậy cũng là vì muốn trở thành trụ cột để có thể gặp anh ấy trực tiếp nói lời xin lỗi. Tuy nhiên lúc này Tanjiro đã tới chém rụng cánh tay của lôi quỷ khiến cho đòn tấn công của hắn bị trượt ra ngoài. Tanjiro bảo Genya hãy cố gắng nhắm lại vào cổ con quỷ và mình sẽ cầm chân tên này. Đột nhiên phía sau xuất hiện thêm một tên, hắn ta chĩa giáo tấn công Tanjiro. Nhưng Genya đã đứng ra đỡ cho cậu đòn đó, sau đó bảo Tanjiro hãy đi chém đầu con quỷ vì mình không có đủ sức làm điều đó. Thấy vậy Tanjiro liền nhấc thanh kiếm của mình đi tìm nó còn Genya ở lại cầm chân bọn kia. Tanjiro đã tìm thấy được con quỷ, nó đang cố gắng chạy trốn.
Tanjiro chặn đầu hắn, bắt đầu thiêu đốt thanh kiếm của mình, tung nhát kiếm chém vào đầu nó. Con quái nhỏ kêu gào đau đớn, tiếng thét của nó khiến cho tai của Tanjiro nhức nhói. Lưỡi kiếm đang chuẩn bị cứa vào cổ nó thì đằng sau xuất hiện một chiếc bóng đen. Tanjiro cảm nhận qua mùi hương và biết được nó khác hoàn toàn mấy con kia. Cậu không quan tâm tới nó nữa mà cố gắng hết sức để chém con quỷ trước mặt mình, thế nhưng kiếm của cậu đã hết sức cháy. Genya đứng sau tính bắn nhưng có vẻ vướng Tanjiro trước mặt. Con quỷ kia đột nhiên mọc ra khúc xương từ tay, nó đánh vào chiếc trống trên lưng mình và tạo ra đòn đánh vào Tanjiro. Một chiếc đầu mộc long đã xuất hiện, Tanjiro đang cố gắng bám víu vào cơ thể của nó để hạ xuống. Khi gần bị một chiếc đầu nuốt sống thì may mắn Tanjiro đã được Nezuko cứu. Vì mang sức mạnh của quỷ nên Nezuko đã hồi phục chiếc chân bị cắn ngay lập tức. Ở đằng kia, con quỷ mới xuất hiện tỏa ra một làn khí uy áp khiến cho Tanjiro phải khiếp sợ. Nó chỉ rủa cậu vì đã bắt nạt một kẻ yếu đuối không có sức chống cự. Genya ở một bên cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trở lại 5 phút trước, khi mà Tanjiro đang chém con quỷ nhỏ thì đằng này, tên lôi quỷ kia đã giơ hai tay lên rồi sau đó hút chúng vào cơ thể mình. Có vẻ như hắn ta đã hấp thụ ba tên kia để dồn sức mạnh vào một cơ thể. Tuy hơi khó hiểu nhưng Genya vẫn phải nhét những viên đạn vào để tiếp tục chiến đấu. Con quỷ gõ một tiếng trống làm cho những chiếc thân cây bao bọc lấy tên quỷ nhỏ. Vì quá mạnh nên chỉ liếc mắt một cái Tanjiro cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn ta liên tục chửi rủa nhóm của cậu. Tanjiro hét lớn là đừng có giỡn mặt. Mùi hương của các con quỷ ám đầy mùi máu. Tanjiro chắc chắn là bọn này đã ăn thịt 1-200 người. Cậu không hiểu tại sao hắn lại chửi mình trong khi bọn chúng mới là kẻ độc ác chuyên đi hại người. Hắn ta vì không cãi lại được liền tấn công Tanjiro. Ở mặt khác, Hà Trụ vẫn đang bị trói bên trong chiếc bình thủy ngục. Con quỷ đứng bên cạnh liên tục luyên thuyên rồi tính đi tới căn nhà bên cạnh xem là có thứ gì. Muchizo lúc này đã dùng lượng khí trong phổi để tạo ra một đòn đánh nhằm thoát ra. Có vẻ vì lưỡi kiếm bị mẻ nên nó không hề có tác dụng gì. Nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây. Trong đầu xuất hiện loáng thoáng hình bóng chúa công, sau đó là cả Tanjiro. Chiếc bóng đó lại một lần nữa tiếp tục động viên Muchizo ở trong nhà. Con quỷ đã tìm thấy có người và tấn công họ. Tuy nhiên, hắn lại để ý thấy có thêm một tên đang mài kiếm ở bên cạnh và không để ý tới mình. Hotaru lúc này vẫn đang thầm nghĩ và khen thanh kiếm này quả thật là một thứ vô cùng tuyệt vời. Anh không biết ai lại có thể tạo ra được thứ như này. Thượng Ngũ dường như đã bị bơ vì không quan trọng bằng thanh kiếm. Hắn ta tấn công nhưng cũng không thể dừng Hotaru lại. Chiếc mặt nạ đã vỡ ra để lộ khuôn mặt điển trai. Anh vẫn đang cố gắng rèn thanh kiếm vì nó là một tuyệt phẩm. Hà Trụ chuẩn bị bỏ cuộc thì Kotetsu ở ngoài đang cố gắng dùng dao giải cứu cậu. Ở gần đó đột nhiên xuất hiện một con quái vật nhỏ, tấn công thằng bé khiến cho nó chảy máu. Hà Trụ cố gắng kêu cậu bé chạy đi nhưng nó vẫn cố gắng đi lại. Sau đó ghé miệng và truyền oxy vào bên trong. Muchizo nhớ lại những lời nói của Tanjiro khi trước. Đúng thật là khi mình giúp người khác là cũng đang tự giúp bản thân mình. Ở bên cạnh đó là một người đàn ông khác cũng nói vài lời gì đó với Muchizo. Cậu bắt đầu sử dụng hơi thở chém tan chiếc thủy ngục và thành công thoát khỏi nó. Giờ đây Hà Trụ đã nhớ ra ký ức của mình. Bố của cậu là một người có đôi mắt đỏ giống hệt như Tanjiro. Vì bị đống kim độc gym vào người nên cơ thể của Muchizo đang dần trở lên đông cứng. Cậu cố gắng nhổ nó ra. Ở đằng xa tiếp tục xuất hiện thêm mấy con quỷ nhỏ. Nó lao lên tấn công nhưng lúc này Muchizo tiếp tục nhớ về cha của mình. Từ khi còn nhỏ cậu đã rất thích phụ giúp cho cha. Mẹ của cậu vào một hôm đã ốm rất nặng và bố đang trên đường đi hái thảo dược. Cậu cố gắng đắp thêm chăn cho mẹ nhưng bà ấy vẫn kêu lạnh. Trời mưa to cùng với gió giật mạnh, bố của Muchizo đang cố gắng lên núi để hái thảo dược. Tuy nhiên ông đã bị trượt chân và ngã xuống vách núi. Trên tay vẫn còn giữ đống thảo dược đó. Hai người thân của Muchizo đã ra đi mãi mãi để lại cậu nhóc 10 tuổi một mình. Thế nhưng không phải, trong khoảng mờ ký ức của Muchizo còn có một người anh song sinh nữa. Người đó tên là Yuichiro. Anh ấy đã luôn dạy cho Muchizo là không được giúp ai đó vì nó cũng chẳng mang về ích lợi gì cho mình. Tuy nhiên cậu ấy thì lại không nghĩ vậy vì cha đã dạy những lời như Tanjiro nói. Cha cũng vì mẹ mà phải bỏ mạng. Tuy nhiên Yuichiro thì lại bảo là căn bệnh của mẹ không thể chữa được bằng thảo dược. Bỏ mạng như thế là một cách cực kỳ ngu ngốc. Anh cho rằng nếu như ông ấy không ra ngoài thì người chết sẽ chỉ là mẹ thôi. Muchizo khóc và kêu anh mình đừng nói những lời nhẫn tâm như vậy. Anh ta là một người ăn nói rất khó nghe và khi Muchizo mất đi ký ức, hành động của cậu đã giống y như anh ấy. Cuộc sống của Muchizo vô cùng ngột ngạt vì bị anh trai ghẻ lạnh, mấy mùa đã trôi qua. Trong một lần Muchizo đi lấy nước thì đã bắt gặp một người phụ nữ tóc trắng vô cùng xinh đẹp. Cậu còn cứ ngỡ bà ấy là tinh linh của cây Bạch Dương. Bà ấy giới thiệu mình là phu nhân của chúa công. Lý do đi tới đây là để thăm hai anh em họ. Thế nhưng vì Yuichiro đã thốt ra những lời cực kỳ khó nghe và còn đuổi bà ấy đi. Sau này Muchizo cũng phát hiện ra họ là con cháu của các kiếm sĩ sử dụng hơi thở khởi nguyên. Thế nhưng Yuichiro không hề quan tâm.
Muchizo tiếp tục nói và kêu anh mình cùng trở thành kiếm sĩ để đi bảo vệ những người đang đau khổ vì bọn quỷ. Yuichiro tức giận băm một nhát thật mạnh xuống thớt rồi mắng Muchizo. Anh ta kêu rằng một thằng nấu cơm còn không biết thì làm sao có thể trở thành một kiếm sĩ được chứ. Yuichiro kêu Muchizo cứng đầu y hệt như cha mẹ mình. Bà mẹ thì vẫn cố gắng làm việc tới mức hủy hoại cơ thể nhưng vẫn không nói ra là mình thấy khó chịu. Còn cha thì cố đi hái thuốc thảo dược ngay trong cơn bão. Yuichiro đã cố gắng ngăn cản cha đừng đi cũng như kêu mẹ nghỉ ngơi không biết bao nhiêu lần. Anh cho rằng việc giải cứu người khác là chỉ có những người được lựa chọn thì mới có thể làm. Cho dù tổ tiên của họ có là kiếm sĩ thì con nít như mình cũng chẳng thể làm được gì. Làm vậy chả khác nào là đang tự mình hy sinh vô ích cả. Kể từ đó hai anh em đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Aman đã luôn ghé qua nhà của bọn họ nhưng lần nào cũng bị anh trai đuổi đi. Trong mọi công việc họ vẫn không nói chuyện với nhau. Mùa hè đã tới và năm đó nó rất nóng. Họ lúc nào cũng cảm thấy khó chịu vì cái nóng và ve kêu inh ỏi. Muchizo không ngủ được nên đã dậy để uống nước. Tuy nhiên lúc đó đột nhiên lại có một con quỷ đi vào nhà. Lao vào chém Muchizo nhưng được anh trai đỡ cho. Tuy nhiên một cánh tay của anh ấy cũng bị chặt đứt và vô cùng đau đớn. Con quỷ lại gần Muchizo rồi nói đám tiểu phu nghèo túng như hai đứa sẽ chẳng giúp ích gì được cho hắn. Mạng sống của hai đứa đối với hắn là quá tẻ nhạt. Đột nhiên trước mắt của Muchizo xuất hiện một nền đỏ thẫm. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ cậu mới thấy có cơn tức mãnh liệt đến như vậy. Muchizo cũng không nhớ được những gì đã xảy ra và cậu cũng không thể ngờ được cổ họng của mình lại có thể thét ra một tiếng hét khủng khiếp. Khi lấy lại nhận thức thì con quỷ đã hấp hối. Tuy nhiên hắn chưa chết vì những thứ cậu dùng tấn công không phải là Nhật Luân kiếm. Khi trời sáng thì ánh nắng đã khiến cho cơ thể hắn bị thiêu đốt. Trong thâm tâm Muchizo lúc này không còn quan tâm về con quỷ nữa mà chỉ muốn mau chóng tới chỗ Yuichiro. Vì cơ thể đã cạn kiệt năng lượng nên rất khó khăn Muchizo mới có thể quay về căn nhà được. Cậu lết tới chỗ anh trai hỏi có còn sống không. Lúc này mồm của Yuichiro liên tục lẩm bẩm cầu xin thần linh hãy cứu em trai mình. Anh kêu rằng nếu muốn trừng trị thì hãy phạt mỗi mình thôi vì Muchizo vô cùng tốt bụng nên hay tha cho nó. Thật ra chữ Mu trong Muchiro là chữ vô trong vô nhất lang chứ không phải là Mu trong từ vô dụng trước kia anh từng nói. Sau khi nhớ lại mọi chuyện thì Muchizo đã xuất hiện dấu ấn trên mặt giống với Tanjiro. Anh rút kiếm ra và sử dụng hơi thở sương mù, thức thứ tư. Di lưu chảm lướt qua đám quái và cứu được Kotetsu. Cậu bé vẫn còn sống và kêu Muchizo tới cứu bác Hotaru ở trong nhà trước. Hãy tới đó để bảo vệ những thanh kiếm. Ở bên trong tên thượng ngũ vẫn đang cay cú vì Hotaru không để ý đến hắn. Thậm chí là khi bị cắt đứt một bên mắt cũng không hề la hét gì. Vừa nảy ra ý định giết người bên cạnh thì có một lưỡi kiếm chém vụt qua. Tuy nhiên là hắn lại dịch chuyển qua chiếc bình khác giống như những lần trước. Thượng ngũ tưởng rằng cậu đã chết nên không hề để ý tới bên ngoài đó. Hắn ta đã thấy có gì lạ lạ. Theo như thông tin từ ngài Mu gian cấp thì người có vết bớt trên đầu là thằng danh đeo khuyên tai kia. Thứ khiến con quỷ đáng quan tâm hơn là vì bộ mặt không chút sắc thái nào của Muchizo. Đáng nhẽ cậu ấy phải bị thương và tê liệt bởi đòn tấn công từ những chiếc kim châm kia mới đúng. Thượng Nguyệt cũng không hiểu sao Muchizo lại nhanh đến mức có thể đả thương được hắn khi đang dịch chuyển. Hà trụ tiếp tục lao vào tấn công và hắn ta lấy một chiếc bình màu đỏ rồi triệu hồi ra những chiếc râu bạch tuộc khổng lồ phá tan cả căn nhà. Hotaru với lấy viên đá mài rồi tiếp tục công việc của mình như không có gì xảy ra. Hà trụ cùng một thợ rèn nữa đang bị những chiếc vòi bạch tuộc thắt chặt. Đang tính nghiền nát cậu thì những lưỡi kiếm được tung ra. Muchizo cảm ơn ông chú kia vì đã rèn cho mình một thanh kiếm vô cùng tốt. Tetsudo là người rèn kiếm duy nhất của Muchizo và người thợ rèn mới của ông chỉ làm lại theo đúng như các ghi chú. Ngài ấy đã qua đời vì bệnh tim nhưng vẫn nghĩ cho Muchizo nên đã để lại tờ giấy đó. Muchizo cầm nó và cảm thấy vô cùng vừa vặn, nghĩ lại ngày xưa. Người thợ rèn ấy đã thấy được nội tâm của Muchizo. Ông hiểu rằng cậu là một người cực kỳ khổ và phải trải qua nhiều bất hạnh. Ông kể rằng khi nhìn vào thanh kiếm của cậu thì chỉ biết rơi lệ. Thợ rèn Tetsudo rất lo lắng cho Muchizo vì ông sắp ra đi khỏi cõi đời này. Cậu nắm chặt thanh kiếm rồi bắt đầu cảm ơn người thợ rèn cũ của mình khi mà đã lo lắng cho cậu. Muchizo sử dụng chiêu thức thứ năm Hà Vân Hải, lao tới với tốc độ cực nhanh cắt đứt những chiếc tua và chém tới cổ Thượng Nguyệt. Tuy nhiên là lần này hắn ta lại né được. Con quái chê cậu vẫn quá chậm vì chưa thể theo kịp tốc độ của nó. Tuy nhiên, Hà Trụ lại bảo nó quá tự mãn và kêu hắn tự cảm nhận lại đi, rãnh máu phụt ra, hóa ra hắn ta đã bị dính đòn. Vì bị khiêu khích nên đã cay cú dịch chuyển ra đằng sau Muchizo để tấn công, cậu né được hết các đòn đó. Sau đó lại nhớ về anh trai mình. Tuy anh ấy luôn tỏ ra khó chịu thế nhưng thâm tâm lại vô cùng tốt và luôn nghĩ tới em trai và cha mẹ. Mạng sống của Yuichiro cũng được đưa ra để cứu Muchizo em mình. Sau đó cậu đã nhẹ nhàng lướt qua và chém đứt từng chiếc tua của con quỷ. Ở một bên Hotaru vẫn đang miệt mài rèn lại thanh kiếm cho Tanjiro. Muchizo vì xuất hiện dấu ấn nên cậu đang cảm thấy rất có hứng để đánh nhau.
con quỷ thì lại đang cay cú vì Hà Trụ cứ liên tục móc máy hắn trong khi cậu mới sống được có hơn chục năm. Mu Chi Zô tiếp tục chế giễu hắn là kẻ không có một thứ gì đáng để kính trọng, từ vẻ bề ngoài hay cũng như cách ăn nói. Tóm lại tất cả mọi thứ từ hắn đều khiến cho cậu thấy khó chịu. Thượng Nguyệt cũng đáp lại là Mu Chi Zô là kẻ không có ăn học vì đã không nhìn thấy vẻ đẹp nghệ thuật của hắn. Sau đó nhìn vào thanh kiếm rồi chê nó sẽ không bao giờ có thể chạm được vào cổ mình. Mu Chi Zô nhìn lại hắn và tỏ vẻ trầm ngâm. Cậu đang thắc mắc về chiếc bình của hắn có vẻ như bị bóp méo vì cậu không thấy nó cân đối trái phải gì cả, nhìn nó xấu vãi chưởng. Với câu nói đó, Mu Chi Zô đã thành công khiêu khích tên này, hắn ta nổi điên lên rồi lấy ra nhiều chiếc bình khác. Triệu hồi 10 tỷ con cá tấn công vào Mu Chi Zô, cậu lùi về sau lấy đà từ một gốc cây bật đến chém lia lịa vào những con cá và thành công ngăn chặn được đòn tấn công. Hắn ta tỏ vẻ khá kinh ngạc khi Mu Chi Zô có thể chém được toàn bộ số cá vừa rồi. Tuy nhiên hắn cũng chả quan tâm nữa vì trong dịch của Niêm Ngư có tiết ra chất độc và đã hòa vào không khí trước khi bị chém. Loại này có thể nhiễm qua da và chỉ cần dính là đi. Mu Chi Zô sử dụng thức thứ ba làm cho toàn bộ chất dịch bị đánh bay. Cậu liền lao tới chém đòn tiếp trong khi hắn không để ý. Tuy nhiên đó chỉ là cái xác. Cơ thể con quỷ đã biến thành một con rắn trườn trên cây nhìn thật kinh tởm. Hắn kêu sẽ cho Mu Chi Zô chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn và Mu Chi Zô là người thứ ba được thấy nó. Tuy nhiên khi thấy rồi thì cậu lại chê. Thượng Ngũ tự giới thiệu về bản thân bằng một cách hào nhoáng. Nào là lớp vảy cứng như kim cương rồi các thứ, thế nhưng mà Mu Chi Zô lại kêu nó chẳng có gì hot cả. Hắn lập tức lao tới tấn công cậu với một tốc độ cực nhanh. Mu Chi Zô kịp né lên cây, một mảng áo của cậu đã biến thành cá. Cả ở dưới mặt đất cũng vậy, có vẻ như bàn tay của hắn ta khi chạm vào đâu thì chỗ đó sẽ biến thành cá. Mu Chi Zô có vẻ như cũng chả quan tâm lắm, cậu cho rằng nó tuyệt vời như vậy mà không đánh chúng thì cũng trở nên vô dụng. Mu Chi Zô bắt đầu nhớ về khoảnh khắc lúc anh mình buông hơi thở cuối cùng. Cậu đã thấy những con giòi đã bắt đầu bò trên người anh ấy, cả người của cậu cũng vậy. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bờ vực của cái chết thì vợ của chúa công đã kịp thời ứng cứu. Kiểm tra thân thể thì thấy được là người anh đã chết và bọn họ chỉ có thể cứu được Mu Chi Zô. Những ngày sau đó cậu đã điên cuồng tập luyện cho dù vết thương cũ vẫn chưa bình phục. Tuy ký ức bị mất đi thế nhưng cơ thể của cậu vẫn còn nhớ rõ. Đó chính là cơn phẫn nộ mà Mu Chi Zô không bao giờ có thể xóa nhòa đi cho tới lúc chết. Cũng vì vậy mà cậu đã rèn luyện và mài giũa bản thân tới mức hộc máu. Cậu làm như vậy là để tiêu diệt tận gốc đám sâu bọ kia. Thượng Ngũ lao tới tấn công bằng huyết quỷ thuật sát ngư lân. Tuy nhiên mọi đòn đều bị Mu Chi Zô đọc được. Hắn ta liên tục chê cậu rồi tự tôn vinh bản thân mình. Sau đó lao nhanh ra phía sau định tấn công đòn kết liễu thì Mu Chi Zô sử dụng hơi thở của sương mù, thức thứ bảy. Lung, hắn ta ngay lập tức đánh trượt. Mu Chi Zô cứ thế mập mờ tan biến trong làn sương khiến cho con quỷ kia phải hoang mang. Sau đó đi tới gần hắn rồi nói mày không thoát được đâu con trai ạ, một đường kiếm chém thẳng qua cổ nó. Chiếc đầu đã rơi ra khỏi thân thể khiến hắn tưởng rằng trái đất đã bị đảo ngược, khi rơi xuống đất một lúc thì mới nhận ra là mình đã bị chém. Gào thét và kêu đây không phải là sự thật. Hắn ta cố gắng hồi phục nhưng mồm vẫn liên tục chế giễu Mu Chi Zô, cậu vì quá ngứa tai nên đã chém hắn ra làm vài trăm mảnh cho đỡ lắm mồm. Trận chiến với Thượng Nguyệt Ngũ đã chấm dứt, Mu Chi Zô nhớ về lúc mới gặp chúa công. Ông kêu cậu không được suy nghĩ về những thứ theo đúng quy tắc. Vì khi đã lấy lại được thân thể cứng rắn thì chắc chắn cậu sẽ trở lên mạnh hơn nữa, đúng thật như những gì ngài ấy nói. Giờ đây khi lấy lại được thân thể cũng như ký ức thì Mu Chi Zô đã trở lên vô cùng mạnh. Thợ rèn kiếm của cậu khi thấy con quỷ đã bị hạ gục liền chạy lại để hỏi thăm tình hình. Tuy Mu Chi Zô kêu rằng mình không sao thế nhưng mồm cậu lúc này lại thở hồng hộc rồi sau đó sùi bọt mép ngã xuống. Ông chú kêu cứu nhưng lúc này chỉ có mỗi Hotaru vẫn đang miệt mài rèn kiếm. Đang không biết phải làm sao thì cô Tetsu xuất hiện bên cạnh bảo chỉnh tư thế cho Mu Chi Zô thành nằm ngang. Thế nhưng lúc này ông chú ấy mới nhận ra người bên cạnh là cô Tetsu. Sau đó là giật mình vì tưởng mình đã nhìn thấy ma. Cô Tetsu kêu rằng mình không hề chết vì được cứu bởi chiếc chuôi kiếm mà Tanjiro đưa để gắn vào thanh kiếm mới của mình. Nhìn thấy nó, Mu Chi Zô liền nhớ về Viêm Trụ, người mang năng lượng tích cực và vui vẻ. Điều này khiến cho Mu Chi Zô liên tưởng tới gia đình thân thương của mình. Ở mặt khác, Tanjiro vẫn đang phải vật lộn với con quái vật trước mặt. Sau một hồi đánh nhau thì cậu đã phân tích được khoảng cách tấn công của nó chỉ khoảng 66 thước. Đang tính tấn công thì bị một chiếc đầu tạo ra sóng siêu thanh khiến cho màng nhĩ của Tanjiro bị thủng. Nezuko và Genya cũng đang phải vật lộn với những chiếc đầu khác. Nó liên tục tấn công khiến cho chân của Tanjiro bị què. Tuy hợp thể vào thế nhưng vẫn giữ được nguyên năng lực của bốn con quỷ khi trước. Những đòn tấn công liên tục khiến cho Tanjiro không có thời gian hô hấp để phục hồi. Cậu đã tránh xa 66 thước nhằm có thời gian để thở, tuy nhiên, cái đầu to đã mọc ra những chiếc nhỏ hơn rồi kéo cậu vào miệng. Genya cùng Nezuko cũng không thể làm được gì vì đang bị khống chế. Tanjiro gần như bị nghiền nát thì dưới ánh trăng luyến trụ đã xuất hiện. Cô tung ra các nhát kiếm của mình và cắt đứt chiếc đầu rồng giải cứu được Tanjiro.
Cô hét lên sợ hãi vì thấy cái con ma ghê kinh dị kia. Cô xin lỗi vì mình đã tới trễ. Sau đó vỗ vai Tanjiro rồi kêu cậu hãy nghỉ ngơi đi vì mình sẽ lo phần còn lại. Nói rồi lao tới ba chiếc đầu kia. Mặc kệ cho Tanjiro nói hắn là Thượng Nguyệt, cô tung lưỡi kiếm ra chói mùng con rồng rồi quật nó vào hai con khác. Sau đó chạy gần tới chỗ hắn rồi kêu trả lại bé Nezuko và nhóc Genya lại cho mình. Tuy nhiên là hắn không trả lại và còn kêu Mitsuji là con mắm gợi dục. Luyến trụ dường như vô cùng sốc sau khi nghe câu nói này được phát ra từ miệng một tên nhìn chỉ bằng tuổi em mình. Thế nhưng vì là quỷ nên nó thường có vẻ ngoài không giống với độ tuổi, con quỷ liền gõ trống để tấn công luyến trụ. Tanjiro chạy đến kêu cô né thế nhưng Mitsuji chỉ cần dùng một thức đã có thể đánh tan được đòn tấn công đó. Cậu vô cùng ngạc nhiên vì cô gái trước mặt mình lại mạnh đến vậy. Thanh kiếm kia đã xịn mà người sử dụng được nó lại càng đẳng cấp hơn. Mitsuji liên tục đánh bật các đòn tấn công từ miệng Mộc Long khiến Thượng Tứ ngạc nhiên vì cô có thể theo kịp tốc độ này. Sau đó tiếp cận hắn nhưng con quỷ lại sử dụng huyết quỷ thuật diện rộng rồi cho bản thể của nó rời đi. Điều này đã bị Tanjiro nhìn thấy và đuổi theo. Mitsuji lại tiếp tục sử dụng chiêu thức của mình để đánh bay đám Mộc Long. Sau đó sử dụng kiếm của mình quấn vòng quanh cổ hắn. Tuy nhiên con quỷ lại bắt đầu sử dụng sóng siêu thanh chuẩn bị tấn công luyến trụ. Mitsuji nghĩ rằng chỉ cần chém đầu hắn là xong, tuy nhiên lúc này Tanjiro đã thông báo đó không phải là bản thể. Thông tin đó là quá muộn vì con quỷ đã tung đòn tấn công ra, Nezuko và Genya đang cố gắng thoát ra, Mitsuji đã trúng đòn. Cô dường như đã bị mất ý thức sau đòn vừa rồi, Thượng Tứ vô cùng ngạc nhiên khi một cô gái nhìn yếu đuối lại có thể chống chịu được đòn tấn công đó. Chắc là luyến trụ đã cố gắng gồng mình để cơ thể chống chịu lại sóng siêu thanh, vì thấy được sức mạnh này nên Thượng Tứ quyết định sẽ ăn thịt luyến trụ. Hắn lao tới đấm vào đầu cô, ở trong tiềm thức Mitsuji là cảnh đang bị một người đàn ông chê bai. Hắn ta kêu rằng người dám kết hôn với luyến trụ chắc là chỉ có gấu hoặc mãnh thú mà thôi, tên này còn kêu cô nên về sửa lại cái bộ tóc đó đi vì nhìn nó rất lạ đời. Sau đó liền rời đi rồi kêu Mitsuji hãy xóa bỏ ký ức về cuộc gặp mặt hôm nay, cảnh này chính là ký ức năm 17 tuổi của cô, trở về nhiều năm về trước. Mitsuji là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ cha của mình, dù là con gái thế nhưng Mitsuji lại luôn học theo cha mình. Vào năm 14 tuổi mẹ của Mitsuji đang mang thai em trai. Khi không thấy cô bé đâu liền đi tìm và phát hiện Mitsuji đang bê một tảng đá nặng 15kg một cách dễ dàng. Tuy còn nhỏ thế nhưng Mitsuji vẫn luôn giúp đỡ cha mẹ trong mọi việc. Cả gia đình vô cùng hạnh phúc, Mitsuji cũng có một sở thích đó là ăn uống. Cô có thể ăn được rất nhiều. Sức ăn của Mitsuji có thể đọ được với một sumo thậm chí là cao hơn. Khi ăn xong vì muốn con mình thể hiện sức mạnh nên bố đã cho cô vật tay thử với một người trong hàng ăn. Và thế là cô bé đã chiến thắng người sumo đó một cách cực dễ. Thế nhưng khi lớn lên Mitsuji bắt đầu cảm thấy mình đang bị tách biệt so với những cô gái xung quanh. Bố mẹ cũng đã động viên rất nhiều. Ông ấy còn bảo nếu như không lấy được chồng thì cứ ở đây cùng gia đình mãi mãi cũng được. Thế nhưng sau mấy lần xem mắt bị hủy, Mitsuji nhận ra là mình cần phải che giấu những điểm xấu này đi. Cô nhuộm lại tóc và kiềm chế đam mê ăn uống của mình. Cả nhà ai cũng lo lắng khi thấy Mitsuji làm như vậy. Và rồi, người đàn ông đồng ý kết hôn với Mitsuji cũng đã xuất hiện. Cô lúc này vẫn đang cố gắng che đi sự thật của mình, nhìn xuống đám cá coi và nghĩ về bản thân. Thế giới này thật bất công khi sức mạnh đó lại không thể giúp ích được cho ai. Cô phải khép nép bản thân và sống một cách cực kỳ khó chịu. Đột nhiên Mitsuji quay lại với thực tại. Lúc này cả ba người Tanjiro đã kịp thời cứu cô ấy ra khỏi cú đấm của Thượng Tứ. Cả nhóm quyết không được để cô chết. Họ cùng nhau khiêng Mitsuji chạy trốn. Tuy nhiên lúc này Thượng Tứ đã bắt đầu tấn công. Đòn đó đã bị Mitsuji cản lại bằng kiếm của mình. Cô khóc lóc kêu xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Mitsuji quyết tâm sẽ không phải để ai trong sát quỷ đoàn bị tiêu diệt nữa. Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Cô nói với con quỷ kia là hãy chuẩn bị tinh thần đi vì mình sẽ nghiêm túc chiến đấu với hắn. Trở lại nhiều năm về trước lúc mà Mitsuji mới gia nhập sát quỷ đoàn, chú công khen cô rất tuyệt vời. Sau đó nói sức mạnh của Mitsuji là thứ đặc biệt được thần linh yêu quý ban cho. Ông kêu cô hãy luôn tự hào về sức mạnh đó của mình. Những người nói xấu ngoài kia cũng chỉ là họ đang sợ hãi tài năng của cô. Mitsuji sau bao nhiêu năm trải qua cay đắng thì giờ đây cô cũng tìm thấy được nơi đáng để mình sống. Mitsuji cảm ơn cha mẹ khi đã sinh cô ra với một thân thể khỏe mạnh. Trong diệt quỷ đoàn ai cũng nhận thấy sức mạnh của Mitsuji, cô cũng đã được thăng lên cấp trụ cột. Vì có người khen mình như vậy nên cô đã đưa ra đĩa bánh nếp anh đào hơi ít của mình. Những ngày sau đó, với cái sức mạnh ấy, Mitsuji đã có thể cứu được rất nhiều người dân vô tội. Tất cả mọi người ai cũng khen ngợi cô. Còn trụ Iguro thì cũng quý Mitsuji và tặng một đôi tất sọc kẻ. Anh ấy còn kêu rằng nếu như mất hoặc rách thì mình sẽ tặng thêm chiếc khác. Điều này khiến cho Mitsuji rất vui khi có người quan tâm cho mình tới vậy. Nãy giờ vì sợ mọi người kỳ thị xa lánh nên Mitsuji đã luôn che giấu sức mạnh. Thế nhưng giờ cô sẽ không làm vậy nữa vì đã nghe thấy Tanjiro kêu mình là tia hy vọng cuối của bọn họ.
Khi cảm nhận được khí tức uy áp, Thượng Tứ liền tấn công. Luyến Trụ kêu rằng hãy để mình lo việc ở đây và mấy đứa hãy chạy tới kia để tiêu diệt bản thể của hắn. Mitsuji lúc này đã bắt đầu chống chọi lại các đòn đánh kia, sức mạnh và tốc độ đã tăng lên rõ rệt. Con quỷ thấy nhóm Tanjiro chạy đi liền tấn công, thế nhưng Mitsuji bảo không. Cô chém đứt chiếc đầu đó để ngăn cản. Tanjiro bắt đầu sử dụng mũi để tìm ra bản thể con quỷ kia. Bọn họ phải thật nhanh chóng chém đầu nó trong khi Mitsuji đang phải chiến đấu để câu thời gian. Con quỷ lúc này đã phát hiện ra trên người Mitsuji xuất hiện một chiếc dấu giống như quỷ họa ấn. Tốc độ của cô khiến cho nó khó chịu đến sôi cả máu vì không làm gì được. Cũng tại Mitsuji mà giờ hắn không thể làm gì được nhóm Tanjiro. Tuy nhiên mạnh là vậy nhưng chắc chắn cô cũng sẽ kiệt sức sau một khoảng thời gian nữa. Tanjiro lúc đã phát hiện ra được cái cây đang bảo vệ con quỷ nhỏ, cậu cùng mọi người dồn hết sức tấn công. Genya chém nó thế nhưng lại không ăn thua, chiếc cây bắt đầu mọc lên, không còn cách nào khác Genya liền ăn thân nó một cách ngấu nghiến. Tanjiro lo lắng vì nếu ăn thứ này sẽ bị lủng ruột, tuy nhiên năng lực thật sự của Genya chính là đạt được sức mạnh của con quỷ sau khi ăn nó. Con quỷ càng mạnh thì khả năng hồi phục và thể chất của cậu sẽ càng tăng lên. Sau một hồi ngấu nghiến thì Genya đã cắn đứt chiếc cây. Tanjiro tính tấn công thì nó trồi ra mấy chiếc rễ để cản trở cậu. Tuy nhiên lúc này, Nezuko đã tung máu của mình vào nó để đốt cháy thân cây. Tanjiro nung đỏ thanh kiếm rồi sử dụng hỏa thần vũ khúc chém nó ra làm bốn. Tuy nhiên đòn đánh đó vẫn chưa trúng con quỷ. Nghĩ rằng nó chỉ ở trong đó nên Nezuko và Genya đã giữ lại cho cậu. Tuy nhiên lúc này, con quỷ đã lẩn trốn ra ngoài. Nó đang cố gắng di chuyển không phát ra tiếng động để trốn thoát khỏi nhóm Tanjiro. Cậu gào thét kêu nó đừng chạy và hãy đứng lại để chịu trách nhiệm mà bản thân hắn đã gây ra. Điều này có vẻ như đã động chạm vào tiềm thức của hắn nên đã khóc lóc rồi chạy tiếp. Hắn cho rằng cuộc sống này thật bất công vì không có ai nghĩ tới mình. Tanjiro đuổi theo còn Genya đằng sau nhấc khúc cây rồi ném về phía hắn. Nezuko nhảy tới tấn công nhưng hắn lại càng chạy nhanh hơn. Ba người cố gắng chạy theo giết hắn vì khi trời sáng thì nó sẽ bỏ trốn. Trước khi Luyến Trụ hết sức thì phải giết được Thượng Tứ. Lúc này chân Tanjiro nhói lên cơn đau bởi vết thương trước đó. Cứ đà này thì chắc chắn sẽ không đuổi kịp được hắn. Cậu nhớ lại lúc hỏi về kỹ năng của Zenitsu, Tanjiro bắt đầu dồn toàn lực vào chân, cậu bộc phát sức mạnh lao tới chém vào đầu con quỷ. Hắn ta quay ra trách mắng cậu là đồ độc ác rồi hóa to lên bóp chặt đầu Tanjiro. Khi đang choáng váng thì Genya tới giúp đỡ cạy tay nó ra. Con quỷ dồn sức mạnh vào mồm và bắn ra một đòn siêu thanh khiến Genya đau đớn. Nezuko cũng tới, cô bé bắn máu ra khiến cho người hắn bốc cháy. Genya dồn toàn lực xé được hai cánh tay của Thượng Tứ nhưng người cậu cũng bị bốc cháy theo. Tanjiro cố gắng ghim chặt thanh kiếm vào cổ hắn thì bị ngã xuống dưới. Nezuko đã ngất xỉu, hắn ta tuy hồi phục hơi chậm nhưng vẫn còn sống, giờ đây cần phải có máu thịt con người để bổ sung. Hắn ta nhận thấy Tanjiro vẫn còn sống, cậu kêu rằng mình sẽ chém đầu hắn cho dù có chui xuống địa ngục để trốn. Thượng Tứ bị đe dọa chạy đi tìm thịt để ăn, hắn cho rằng nếu như có máu để hồi phục thì sẽ hạ được thằng nhóc kia trong nháy mắt. Thoáng chốc hắn đã tìm thấy có mấy người đang trốn. Chạy tới nhưng người dân cũng không phải là ngu mà liền chạy đi. Tanjiro tính đuổi theo hắn thì có tiếng nói từ đâu đó. Đột nhiên thanh kiếm bay tới và găm xuống đất. Hóa ra là Muichijo đã mang nó tới đây cho cậu. Tuy nó chưa được Hotaru cho phép nhưng Hà Trụ vẫn cố cầm thanh kiếm tới đây. Cậu rút thanh kiếm lên tập trung hơi thở nhắm về phía Thượng Nguyệt Tứ. Một kích chém tới cực nhanh và thành công cắt đứt đầu con quỷ. Tuy nhiên lúc này cậu cũng nhận ra là trời đã sáng. Tanjiro chạy tới chỗ em gái mình vì sợ cô bé bị cháy xém bởi mặt trời. Thế nhưng thay vì chạy vào chỗ tối thì cô bé lại chạy ra ngoài chỗ anh mình như muốn nói cái gì đó. Tanjiro nhìn theo hướng tay Nezuko chỉ và thấy được cơ thể tên Thượng Tứ kia vẫn đang lông nhông đuổi theo người dân. Nhìn lại chiếc lưỡi trên đầu hắn thì phát hiện đấy không phải là bản thể thực sự. Cậu tính lao tới giết hắn thì mặt trời đã ló dạng. Nezuko ngay lập tức bị mặt trời thiêu đốt. Tanjiro đành phải quay về và ôm em gái mình vào lòng rồi kêu cô bé thu nhỏ lại. Nhìn qua bên kia thì thấy con quỷ vẫn đang đuổi người, Genya cũng chẳng kịp đi xuống còn Hà Trụ thì đã bất tỉnh. Tanjiro thở dốc vì không biết mình cần phải làm gì. Cậu không thể đưa ra được quyết định đúng đắn. Đột nhiên Nezuko đạp Tanjiro một nhát rồi ra hiệu cho cậu phải cố gắng tiêu diệt con quỷ. Ký ức cùng em gái ùa về, từ hồi cô bé mới bị hóa quỷ cho tới khi gia nhập sát quỷ đoàn, cả hai anh em đã luôn cố gắng vượt qua bao nhiêu gian nan khổ ngại. Tanjiro làm tất cả mọi thứ chỉ vì em gái mình, Nezuko nhắm mắt mỉm cười với cậu lần cuối. Tanjiro mắt ướt lệ đuổi theo con quỷ. Cậu cố gắng sử dụng mũi của mình và đã phát hiện ra mùi hương loáng thoáng xuất hiện bên trong tim của nó. Khi người dân đang bị Thượng Tứ túm đầu thì Tanjiro đã nhảy vọt lên rồi chém cơ thể nó ra làm đôi. Cậu tung ra một đòn kết liễu vào cổ hắn và ký ức của Thượng Tứ ùa về. Hắn ta là một tên gian thương, chuyên ăn cắp. Khi bị người ta phát hiện thì lại ra tay để giết họ. Sau khi biến thành quỷ thì quay lại để giết những tên quan mình ghét trước kia. Tanjiro sau khi dốc toàn lực thì đã thành công chém đầu con quỷ kia.
Luyến Trụ vẫn đang vật lộn với những chiếc đầu Mộc Long. Khi bị nó nuốt vào trong thì thật may mắn là lúc Tanjiro thành công giết được Thượng Tứ, tuy hạ gục được con quỷ thế nhưng lúc này cậu lại không hề cảm thấy vui vì em gái mình. Người còn thân duy nhất trong gia đình Kamado đã chết, cậu gục ngã vì bản thân đã không thể bảo vệ được em gái, động lực sống duy nhất của cậu đã biến mất. Lúc này một người dân gọi cậu dậy rồi chỉ ra đằng sau, hóa ra là Nezuko, cô bé vẫn còn sống sót. Dưới ánh mặt trời đó, Nezuko mở miệng nói câu chào buổi sáng. Đây là tiếng đầu tiên Tanjiro được nghe thấy sau bao nhiêu năm cô bé bị biến thành quỷ. Cậu được người dân dìu tới chỗ em ấy, Tanjiro vô cùng cảm động vì em ấy giờ đây vẫn còn sống. Genya đứng cạnh thầm cảm ơn vì hai anh em họ không sao. Tanjiro vì kiệt sức nên đã gục ngã ngay tại đó khiến cho Nezuko trợn tròn mắt lên ở phía Muzan. Khi hay tin Nezuko có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời thì hắn đã vô cùng vui mừng. Và để ăn mừng cho thông tin này thì Muzan đã sát hại hết gia đình mình đã trú ngụ bấy lâu nay. Lý do Muzan lại vô cùng vui khi biết được có một con quỷ đi được dưới mặt trời là gì, mọi thắc mắc sẽ được lý giải dưới câu chuyện sau. Trở về hàng nghìn năm trước, lúc đó là thời Heian, Muzan bị mắc một căn bệnh kỳ lạ. Hắn đã mời tới vô số bác sĩ cũng như thử rất nhiều phương thuốc. Thế nhưng tất cả thứ đó đều không có tác dụng, nếu việc này cứ kéo dài thì hắn sẽ chết. Và một hôm Muzan đã sát hại đi vị bác sĩ đó chỉ vì cái tính hay lăm băm. Thế nhưng không lâu sau khi vị đại phu đó chết thì phương thuốc đã có tác dụng. Cơ thể Muzan tràn đầy sinh khí. Tuy nhiên có một vấn đề đã xảy ra là hắn ta không thể ra ngoài ánh nắng, cơ thể cũng bắt đầu thèm khát máu và ăn thịt người. Bất cứ ai cản đường sẽ bị Muzan giết hại. Tuy nhiên, vì bị giới hạn bởi ánh nắng nên hắn ta đã luôn ao ước làm được điều đó. Sau một thời gian nghiên cứu dựa trên những ghi chép của vị đại phu kia thì Muzan đã biết được cách kháng ánh nắng mặt trời, đó chính là sử dụng một phương thuốc có chứa bỉ ngạn xanh. Loại đó chỉ có tên thầy thuốc kia biết nhưng hắn lại lỡ giết mất rồi, và để tìm kiếm nó dễ hơn thì Muzan đã nhân bản đám quỷ bằng máu của mình. Thế nhưng giờ đây không cần phải làm vậy nữa vì đã tìm thấy Nezuko, hắn ta chỉ cần bắt và hấp thụ cô bé là sẽ có một cơ thể cực kỳ hoàn hảo. Trở lại chỗ Tanjiro, Muichizo lúc này cũng đã tỉnh, cậu ấy tới để cảm ơn Tanjiro vì đã giúp mình tìm lại được một thứ rất quan trọng. Cậu ngơ ngác không biết vì sao lại được cảm ơn thì ở bên cạnh, Hotaru đang nổi máu điên vì Tanjiro đã sử dụng thanh kiếm khi mình mới hoàn thành bước 1. Nezuko thấy nguy hiểm liền bế anh mình chạy đi, Mitsuri đã tới. Cô ôm lấy mọi người và khóc vì không ai phải bỏ mạng. Lúc này Nezuko cũng mở miệng và nói tốt quá ha. Luyến Trụ giật mình vì đột nhiên thấy cô bé nói. Luyến Trụ ôm Nezuko hạnh phúc vì mọi người đều không sao cả. Mấy người xung quanh cũng thấy thế. Ở chỗ Tamayo sau khi nghiên cứu máu của Nezuko thì cũng đã phát hiện nó có thể biến quỷ trở thành người. Người đàn ông hóa quỷ lúc trước nhờ vào máu của cô bé đã có thể lấy lại được ý thức. Tamayo cũng vô cùng ngạc nhiên vì máu của em ấy vẫn luôn phát triển cũng như biến đổi. Cô tin chắc một ngày nào đó Nezuko sẽ biến trở lại thành người. Người dân sau thảm kịch đã bắt đầu dọn dẹp. Tanjiro vì không thể đi nên đã phải ngồi xe kéo. Cậu tạm biệt trưởng làng trước khi ra về. Tuy anh Hotaru hơi tức thế nhưng vẫn ra để chào tạm biệt cậu. Khi được Tanjiro cảm ơn thì Hotaru đã tỏ ra ngại ngùng. Cô Tetsu ở bên cạnh đã chọc ngoáy chú ấy và bị quay vòng vòng. Khi Tanjiro chào tạm biệt mọi người ra về thì bỗng nhiên chiếc xe dừng lại. Hóa ra dân làng đã đứng đợi cậu để nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ họ tiêu diệt đám quỷ kia.